chương 811, ngân phiếu. Một bên tầng thư dọa sợ, cầm bút tay rung nhẹ nhẹ, khó khăn trên giấy viết một đoạn lớn lời nói nâng cho mọi người nhìn, chủ yếu là cho mấy cái kia khách không mời mà đến nhìn. Nhưng bây giờ dương cung bạc kiếm, song phương lúc nào cũng có thể động thủ, lại có ai sẽ đi để ý tới nàng đâu. Gặp Lý Quang Hải còn không có động tác, tướng mạo tục tàng nam tử lạnh trên một tiếng, xem ra là muốn ta tự mình động thủ, cũng được cũng được, cái kia chỉ ta đến đây đi. Nói xong, hắn rút ra cắm ở mặt đất đao, bàn chân đạp đất, tựa như một cái tấn mảnh là báo đi săn vọt tới lý quang hải diện phía trước hùng hồn pháp lực mãnh liệt tuôn ra trong nháy mắt phong tỏa hắn tất cả đường lui một đao hướng hắn cánh tay chém tới một đao này nếu như bị chặt trúng bả vai cũng phải bị gọt sạch một nửa tần thư dọa đến che mắt không dám nhìn lý quang hải thần sắc từ đầu đến cuối đều không biến hóa qua tay trái như thiểm điện nhô ra hai chi đổ chút lại nhẹ nhõm kẹp lấy có lực phách hoa sơn chi thế một đao cơ hồ muốn mãnh liệt đến ngoài viện khí thế im bặt mà dừng giống như thủy triều tán loạn co vào hình ảnh từ cực động đến cực tỉnh, giờ khắc này tất cả mọi người ở đây đều thấy choáng mắt. Giật mình nhất không gì bằng chém ra một đao này nam tử thô lỗ, một đao này hắn mặc dù không có đem hết toàn lực, nhưng cũng không có lưu thủ, kết quả lại bị tiểu tử trước mắt này dùng một đôi đũa dễ dàng kẹp lấy, thậm chí không có từ trên người hắn cảm nhận được một tia pháp lực tiết lộ, cuối cùng chuyện gì xảy ra. Hắn lần nữa điều động pháp lực rót vào thân đao, cưỡng ép thu đao liền muốn lần nữa tiến công, đã thấy Lý Quang Hải tay trái bóp lấy một chi đũa trúc, công ngón tay bắn ra. Víu một tiếng, đổ trúc như mũi tên bắn ra, nam tử vội vàng đổi công làm thủ, hoành đao đón đỡ. Ken. Yếu ớt đổ trúc xuyên thấu thân đao, xuyên thấu nam tử bả vai, mang theo mấy điểm huyết hoa đâm vào hàng rào trong tường. Nam tử thô lỗ vội vàng triệt thoái phía sau, nhìn nơi bả vai cốt cốt ứa máu lỗ nhỏ một mắt, sau đó dùng không dám tin ánh mắt nhìn về phía ngồi ở đơn sơ trước bàn đá lý quan hải, trên mặt vẻ khiếp sợ khó mà che giấu. Chỉ dùng một chi đổ trúc liền có thể đâm xuyên tinh thiết nhiều lần rèn hàng trăm hàng ngàn lần thân đao, trên đời không có bực này ám khí thủ pháp, coi như hắn chỉ kình lại lớn, đổ trúc thủy chung là đổ trúc, lực lượng cường đại chỉ có thể đem hắn gãy, không có khả năng đâm thủng thân đao. Giải thích duy nhất chính là đổ trúc bên trong bị rót vào pháp lực, làm cho đổ trúc cứng rắn như sắt, cho nên mới có thể đâm thủng thân đao. Nhưng mới rồi rõ ràng không có phát giác đến nửa điểm khí tức ba động, người trẻ tuổi trước mắt này đối pháp lực điều khiển chẳng lẽ đã đến cực kỳ mỹ trình độ. Lúc này, ngồi ở trước bàn đá Lý quan Hải chuyển động một chút trong tay đổ trúc, nói ta chỗ này còn có một chi đổ trúc, các ngươi ai nghĩ thử xem. Lời vừa nói ra, mấy cái kia phía trước còn khí thế hung hăng nam tử đồng thời lui nửa bước, ai cũng không muốn trở thành cái kia bị công kích mục tiêu. Cái kia bị đổ trúc đâm xuyên bả vai nam tử thấy mình bên này sĩ khí đê mê, lúc này âm thanh lạnh lùng nói, có gì phải sợ, đừng quên chúng ta là tới làm cái gì, không báo thù sao. Nói xong, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Lý Quang Hải, theo ta cùng một chỗ bắt giữ tiểu tử này, giao cho gia chủ đại nhân xử lý. Nói xong đi đầu sông tới. Sau lưng mấy người liếc mắt nhìn nhau, nhân gia đều ra tay rồi, cuối cùng không tốt khoanh tay đứng nhìn a à, thế là cũng nhao nhao vây hướng lý quang hải tiểu tử này coi như lại mạnh chẳng lẽ còn có thể phá vây kết quả mấy người vừa mở rộng bước chân không có xông ra mấy bước đã nhìn thấy tướng mạo tục tằng nam tử bay ngược mà đến đám người nhao nhao né tránh quanh một tiếng đem hàng rào tường đụng sập đám người lần nữa mắt trợn tròn đây là gì tình huống vừa xông lên liền bị đánh bay bọn hắn ngay người ở giữa lý quang hải lập tức lướt lên như một đầu khỏe mạnh báo sang xông vào đám địch quyền cước đại khai đại hợp liên tục vài tiếng trầm đục tất cả mọi người đều tại trong khoảnh khắc bị đấn ngã trên đất có bị vặn gãy cánh tay có ngực lỏng xuống còn có cổ trực tiếp sai chỗ toàn bộ đều đánh mất sức chiến đấu Tần thư ánh mắt xuyên thấu qua khe hở thấy cảnh này nàng kinh ngạc miệng nhỏ khẽ nhếch không biết nên nói cái gì cho phải lý quang hải phủi tay hướng về phía nàng nhếch miệng nở nụ cười tiếp đó sắc mặt lạnh xuống nhìn xem ngổn ngang lộn xộn té ở trong sân khách không mời mà đến nhóm nói còn không đi a à, ngại gân cốt không có lỏng đủ đúng không toàn bộ đều thành tàn binh bại tướng nam tử thô lỗ bọn người như được đại xá, kéo lấy đau đớn thân thể liền muốn rời đi. Chậm đã. Lý Quang Hải bỗng nhiên gọi bọn họ lại, cái này khiến bọn hắn trái tim nhỏ lập tức hơi hồi hộp một chút. Nam tử thô lỗ quay đầu, miễn cưỡng gạt ra một tia nụ cười khó coi, nhưng không có lên tiếng. Lý Quang Hải đưa tay chỉ bừa bộn một mảnh tiểu viện, nói, các ngươi đánh hư nhiều đồ như vậy, nghĩ cứ đi thẳng như thế sao? Nhanh chóng bồi thường tiền. Nghe vậy, đám người lại nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần là tiền có thể giải quyết vấn đề, đều không phải là vấn đề. Mấy người chấp vá, lấy ra thật dày một chồng lớn ngân phiếu đưa cho Lý Quang Hải, tiếp đó thoát đi nơi đây. Lý Quang Hải cầm ngân phiếu hướng về trên bàn tay vỗ vỗ, sau đó gọi khuôn mặt nhỏ vẫn còn có chút trắng bệch tần thư tới, trước tiên rút ra mấy trương ngân phiếu nhét vào trong lồng ngực của mình, sau đó đem còn lại toàn bộ đều cho nàng. Tần thư khoát tay thêm lắc đầu, biểu thị chính mình không cần. Lý Quang Hải cưỡng ép kính đáo đưa cho nàng, nói, cầm đi đi, về sau rốt cuộc không cần vì sinh kế mà vất vả. Tiếp đó hắn lại hỏi, cái này một tấm ngân phiếu có thể mua bao nhiêu cân gạo đâu? Tần Thư nghĩ nghĩ, trên giấy viết, dùng một lượng bạc đi mua mét mà nói, một người ăn một năm tròn đều ăn không xong. Lý Quang Hải cả kinh nói, thật hay giả, một lượng bạc sức mua thế mà mạnh như vậy. Sức mua. Tần Thư chưa từng nghe qua cái từ này, nhưng nàng đại khái có thể đọc hiểu là có ý gì. Lý Quang Hải nói, những ngân phiếu này ít nhất cũng có ngàn lượng, đầy đủ ngươi phú quý cả đời tần thư chưa từng thấy nhiều tiền như vậy nàng khổ cực mệt nhọc 30 ngày tới tay tiền tháng cũng chỉ là dùng văn tới tính toán nơi nào thấy qua nhiều ngân phiếu như vậy a à. ngân phiếu này là không thể trực tiếp sử dụng bởi vì mệnh giá quá lớn trừ phi là làm ăn bằng không thường ngày tiêu xài mà nói cần đến tiền trang đi hối đoái thành ngân lượng mới được ngân phiếu tồn tại chỉ là bởi vì ngân lượng quá trói buộc không tiện mang theo tỷ như lúc nói chuyện làm ăn ai sẽ đẩy mấy cái rương bạc tại trên đường cái đi a à? loại kia cao điệu khoe của người căn bản chính là đang cố ý gây người khác đỏ mắt, muốn cho người tới cướp. Cho nên đồng dạng buôn bán người đều biết thỏi bạc tùng tiếng tiền trang, thu hồi ngân phiếu, mà cái kia ngân phiếu chính là chứng từ. Hai người dùng qua ăn trưa, Tần Thư gặp Lý Quang Hải muốn ra cửa, thế là trên giấy viết, ngươi muốn đi diễn võ trường sao? Lý Quang Hải gật đầu, ân, buổi chiều còn có tỷ thí, ta muốn đi xem, ngươi muốn đi sao? Tần Thư do dự một chút, lắc đầu. Tốt lắm, ta rất nhanh liền trở về. Lý Quang Hải sau khi rời đi, Tần Thư thả ra trong tay ngân phiếu, trên mặt vui vẻ dần dần biến mất không thấy. Lý Quang Hải tới thời điểm, diễn võ trường nơi này tỷ thí đã bắt đầu có một đoạn thời gian. Hắn sợ dĩ muốn tới, là bởi vì hắn thức tỉnh bộ phận ký ức kia, chính là nhìn trong sân những cái kia đánh nhau mà nhớ tới, cho nên hắn nghĩ lại đến thử một lần, có lẽ có thể nhớ tới càng nhiều chuyện của dĩ vãng. Chương 812, Tri Phủ Tào tổ chức sinh nhật. Con cháu nhà họ tầng hơn ngàn, phàm là niên linh thích hợp đều có thể tham gia tỷ thí, tranh thủ cái kia 20 cái danh ngạch. Trong diễn võ trường hết thảy có 6 nơi lôi đài, thật đúng là không đủ những người này so, một hai ngày bên trong chắc chắn sàng lọc không ra kiệt xuất nhất 20 người tới. Bất quá cũng may thất tuyệt môn chiêu sinh còn không có chính thức bắt đầu, bây giờ chỉ là triều đình ban bố ý chỉ đến các châu, quận, phủ, để cho sở thuộc mà quan viên dự đoán mời chào nơi đó kiệt xuất nhất tuổi trẻ thiên tài tham gia thất tuyệt môn khảo hạch. Cách chân chính khảo hạch thời gian kỳ thực còn một tháng nữa, hoàn toàn đầy đủ để địa phương quan chậm rãi sàng lọc. Cánh bắt kháng đài, Mặc màu nâu trường sam tầng gia gia chủ Tần Duyên Niên, ngồi ở người mặc tứ phẩm đại quan quan phục thanh bình phủ Tri phủ Tào tổ chức sinh nhật bên cạnh, hai người một bên quan sát trong diễn võ trường giao đấu, một bên nhỏ giọng trò chuyện, hướng về phía trong sân những người trẻ tuổi kia soi mói. Tần Duyên Niên bưng lên bên tay chén trà lướt qua liền thôi, cười hỏi, "Tào Tri phủ, ngài cảm thấy ta những thứ này con cháu nhà họ Tần dạy bảo phải như thế nào nha?" Xuất thân Tần gia, tự nhiên không có hạng người phàm tục. Tào tổ chức sinh nhật cung duy, mặc dù hắn là người của triều đình, vì triều đình làm việc nhưng giống tần gia làm như vậy mà địa đầu xà tốt nhất vẫn là tạo mối quan hệ, về sau muốn làm chuyện gì đều thuận tiện. Nếu như song phương vạch mặt, không chỉ có tần gia không dễ chịu, hắn cái này tri phủ đại nhân vị trí ngồi cũng không an ổn. Có thể trở thành một chỗ tri phủ, tạo tổ chức sinh nhật đầu óc tự nhiên là không ngu ngốc, hắn hiểu được địa phương thân hào, đại tộc, cùng với quan viên đều không phải là bùng nặng. Muốn ngồi vững vàng vị trí này, năng lực ngược lại là thứ yếu, quan trọng nhất là phải học được như thế nào cân bằng các phương, như thế nào hóa giải trở ngại cùng kiềm chế, như thế nào cùng lưu thủ quan viên địa phương đạt tới ăn ý đối với điểm này tào tổ chức sinh nhật thấy rất thấu triệt cũng biểu lộ thái độ của mình mà xem như thanh bình phủ đệ một đại tộc tần gia cũng không muốn đi trêu chọc vị này tri phủ đại nhân cho nên song phương đạt tới ăn ý bí mật có không ít hợp tác đôi bên cùng có lợi quan hệ ngược lại cũng coi là hòa thuận tào tổ chức sinh nhật giơ lên cái cầm nhìn qua trong diễn võ trường một chỗ lôi đài nói bất quá chiếu ta xem tới xuất sắc nhất vẫn là lệnh công tử tần xuyên tin tưởng hắn chắc chắn có thể thông qua thất tuyệt môn thảo hạch Tần Duyên Niên cũng nhìn xem lôi đài, vuốt trâu cười nói, không uổng công ta khổ tâm vung trồng hắn nhiều năm như vậy, tiểu tử này không có khiến ta thất vọng. Chợt hắn lại nhìn tri phủ đại nhân, hỏi, lệnh ái lần này chắc cũng sẽ đi tới thất tuyệt môn tham gia khảo hạch A. À? Tiểu cô nương kia cho ta ấn tượng rất sâu khắc, tuổi còn trẻ, thiên phú lại hết sức xuất chúng, chắc hẳn cũng chắc chắn có thể thông qua khảo hạch. Tào tổ chức sinh nhật lắc đầu, nha đầu kia là có chút thiên phú, nhưng nàng tính tình quá mức ngang bướng, ngày bình thường tu luyện chưa từng khắc khổ, lúc nào cũng lười biếng, nếu không phải thiên phú hơi nhiều, sớm đã bị cùng thế hệ người trẻ tuổi bỏ lại xa xa. Đúng lúc này, một cái nam tử trung niên đi lên khán đài, đưa lỗ tai tại Tần Duyên Niên bên tai nói vài câu. Tần Duyên Niên lúc này nhíu mày, tiếp đó lại buông ra, cười nói, tri phủ đại nhân ngồi tạm, ta đi một chút liền trở về. Hảo! Tào tổ chức sinh nhật cũng không hỏi nhiều, chỉ là gật đầu một cái. Tần Duyên Niên đứng dậy đi xuống khán đài, rời đi diễn võ trường, hành lang qua viện, không bao lâu đi tới một chỗ trong tiểu viện tiếp đó đã nhìn thấy riêng phần mình bị thương mười mấy người ngồi ở trong viện kiến gia chủ đến mười mấy cái bị lý quang hải đã thương tần gia chi thứ lập tức đứng dậy hành lễ bả vai có một cái lỗ máu tướng mạo tục tầng nam tử tình cảm giạc giàu nói gia chủ ngài chung quy là tới tần duyên niên nhíu mày đến cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì vết thương chằng chịt a à? nam tử thô lỗ đem đầu đuôi sự tình nói một lần cuối cùng lại tăng thêm một câu ngài có thế nhất định muốn làm chủ cho chúng ta a à? một người trẻ tuổi đem các ngươi bị đã thương Tần Duyên Niên không để ý những người này thỉnh cầu, mà là chấn kinh tại một người trẻ tuổi lại có thể đem bọn hắn bị đã thương, nếu như nói đơn đã độc đấu thắng đó còn dễ nói, kết quả mười mấy người vây công nhân gia một cái, đến cuối cùng ngược lại bị người ta đánh gục. Hắn lập tức hỏi, các ngươi nói người tuổi trẻ kia ngay tại trong tiểu viện Tần Thư, vậy các ngươi có biết hay không hai người bọn họ là quan hệ như thế nào? Tướng Mạo Tục Tần Nam tự lắc đầu, ta mặc dù không biết, nhưng bọn hắn như là đã ở tại cùng một chỗ, chứng minh quan hệ không ít a. À quan hệ không ít, Tần Duyên Niên như có điều suy nghĩ. Liền Tần Uy đều biết đại bá phụ đệ đệ từng cùng một cái thị nữ sinh hạ qua một đứa bé, chớ nói chi là Tần Duyên Niên. Hắn thu hồi suy nghĩ, nhìn qua mấy người nói, tốt, chuyện này ta tâm lý nắm chắc, đến lúc đó sẽ cho các ngươi một cái công đạo, đều trở về dưỡng thương A. Nhiều tại gia chủ. Nam tử thô lỗ bọn người nhau nhau sau khi rời đi, Tần Duyên Niên cũng rời đi tiểu viện, trở về kháng đài. Tào tổ chức sinh nhật hỏi, là có chuyện gì gấp muốn làm? Không có. Tần Duyên Niên lắc đầu, chẳng qua là một chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ mà thôi, đã giải quyết. Hai người tiếp tục quan chiến. Thời gian phi tốc trôi qua, đảo mắt mặt trời lặn phía tây, hôm nay tỷ thí đến nơi đây liền tạm thời kết thúc, đám người ai đi đường nấy. Lý Quang Hải trở lại hàng rào tiểu viện lúc, phát hiện tần thư gian phòng đèn sáng rỡ, xuyên thấu qua cửa sổ có thể trông thấy nàng đang ngồi ở trước bàn lấy ra công việc đâu, trên bàn điểm hồng sắc, ánh đèn chập chờn. Dường như là nghe thấy được bên ngoài truyền đến động tĩnh, Tần thư quay đầu trông lại, trên mặt trèo lên hiện vui mừng, thả ra trong tay kim khâu chạy ra, trên giấy viết một hàng chữ, ngươi ngồi một hồi, ta đi đem thức ăn bưng ra. Ân. Lý Quang Hải tại trước bàn đá ngồi xuống, Tần Thư chạy vào phòng bếp, đem một bát chén cơm đồ ăn bưng ra. Ngươi cũng đừng bận rộn, nhanh ngồi xuống ăn a. À. Lý Quang Hải nói, đói bụng rồi ngươi trước hết ăn, không cần chờ ta. Tần Thư viết, không đói bụng, ăn chung. Lý Quang Hải cười cười, hai người ngồi đối diện nhau đang ăn cơm. Bỗng nhiên Tần Thư nhớ tới cái gì, để đổ xuống chạy vào gian phòng. Chỉ chốc lát sau cầm một cái màu vàng nhạt tinh xảo túi chạy đến. Tiếp đó trên giấy viết đây là ta phát hiện ngươi cùng ngày rơi tại bên cạnh ngươi. Kết quả về sau đem quên đi trả cho ngươi. Lý Quang Hải cầm qua cái kia cái túi, cảm giác có chút quen thuộc, mở ra xem bên trong không có gì cả. Kỳ quái. Hắn nói thầm một tiếng, tiện tay đem túi thu vào trong ngực, cũng không có kỹ càng xem xét. Dùng qua cơm tối, sách trời còn sớm, Lý Quang Hải đề nghị ra ngoài đi một chút cuối cùng nghe tần thư nói rõ bình phủ làm sao như thế nào hảo làm sao như thế nào lớn khiến cho hắn cũng nghĩ đi gặp một phen nghe vậy tần thư mặc lộ vẻ vẻ do dự sau một lúc lâu mới gật đầu một cái hai người cùng một chỗ thu thập xong bát đổ sau rời đi hàng rào tiểu viện hướng về tần phủ đi ra ngoài vào đêm tần phủ đèn đốt sáng trưng nhưng trên đường nhỏ ánh đèn vẫn là rất mờ tối hai người sống vai hành tẩu tại ánh đèn chiếu xạ không tới trong bóng tối ngược lại là không có gây nên lui tới con cháu nhà họ tần chú ý cái này khiến Tần Thư âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Kết quả đi đến tầng phủ chỗ cửa lớn lúc, lại là đang muốn gặp đồng dạng cũng là ra cửa Tần Uy một đoàn người. Chương 813, Tơ Lụa Trang. Nha, thật đúng là xảo a. Tần Uy đầu lông mày nhướng một chút, một đoàn người dừng bước lại nhìn qua hai người. Tần Thư tâm trung sinh e sợ, trốn đến Lý Quang Hải sau lưng không dám thò đầu ra. Lý Quang Hải đây là liếc bọn hắn một cái, cũng không làm nhiều để ý tới, đi ra hai bước phát hiện Tần Thư còn dừng lại ở tại chỗ thế là lại đi trở về đi kéo lên tay của nàng. Lúc chạm đến nàng mềm mại tay nhỏ bé lạnh như băng, rõ ràng cảm thấy nàng toàn thân cứng đờ, vô ý thức muốn tránh thoát, nhưng cuối cùng vẫn không có giải dụa. Nhìn qua hai người đi ra tầng phủ đại môn bóng lưng, tầng uy bên cạnh một cái chó săn nhổ một bãi nước miếng, chỉ vào hai người châm ngòi nói, quá trong mắt không người, công tử, tiểu tử kia lại dám không nhìn lời của ngài, cái này có thể nhịn. Tần uy nhìn hắn một cái, lại nhìn hai người rời đi phương hướng một mắt, gật gật đầu, ân, ngươi nói không tệ, không thể nhịn cho nên ngươi đi thay bản công tử giáo huấn hắn một chút nhóm. A, à, cái kia chó săn lập tức mắt trợn tròn. Ba ngày, Tần Uy cùng Lý Quang Hải trên kháng đài lúc phát sinh xung đột hắn cũng ở tại chỗ, rõ ràng trông thấy Lý Quang Hải là như thế nào tại Tần Uy như mưa giông gió bão dưới thế công toàn thân trở lui, khi đó hắn thì nhìn ra cái này là mặt tiểu bạch kiểm tuyệt đối có chút tài năng, không dễ trêu chọc. Để cho chính mình đi giáo huấn hắn, đây không phải là trong hầm phân thắt đèn lồng, muốn chết sao? Chó săn khuôn mặt thật giống như bị người điểm cười huyệt, lại ăn nước đắng đồng dạng, rõ ràng là mặt mũi tràn đầy khổ tâm, khóe miệng lại vẫn cứ hướng về phía trước vung lên, vẻ mặt này muốn nhiều cổ quái có nhiều cổ quái. A. À. Tần Uy cười lạnh một tiếng, cũng không nói gì nhiều, mang theo một đám con cháu nhà họ Tần đi ra Tần phủ. Bị Lý quan Hải lập lấy tay Tần Thư đi ra thật xa một khoảng cách mới dám vụng trộm quay đầu, không có trông thấy Tần Uy, nàng lập tức nhẹ nhàng thở ra, nâng lên cổ họng trái tim nhỏ cũng coi như rơi xuống trở về. Vị này tam tộc lão bảo bối cháu trai tại Tần gia ngang ngược càng rỡ đã quen cho dù là tại lớn như vậy một cái thanh bình trong phủ, hắn cũng coi như là nổi tiếng xấu, thường thường gây chuyện thị phi. Nếu như không phải là bởi vì tần gia cùng phủ thành chủ quan hệ không ít, song phương đều dễ nói mà nói, tần uy chỉ sợ sớm đã bị thanh bình phủ mỗi lớn nhỏ gia tộc liên thủ chỉnh tử, nơi nào còn có thể bỏ mặt hắn phách lối đến bây giờ. Vào ban ngày khí hậu vẫn tương đối nóng bức, không hiểu tu hành phổ thông bách tính cũng là mặc đơn bạc quần áo, nam tử càng là trực tiếp lộ ra cánh tay cùng bắp chân, dạng này mới mát mẻ thế nhưng là khổ những cái kia tiểu gia bích ngọc lương gia nữ tử xiêm y của các nàng tuy đẹp nhưng cũng quá phức tạp trời nóng lúc vừa ra mồ hôi y phục dính trên người rất là khó chịu hơn nữa các nàng là nữ tử không thể giống nam tử như thế lộ ra cánh tay cùng bắp chân nếu không sẽ bị người mắng đồi phong bại tục vào đêm sau nhiệt độ ngược lại là hàng rất nhiều gió đêm vất qua lúc hết sức mát mẻ sợ lạnh người còn có thể cảm giác có chút lạnh cho nên hoàng hôn buông xuống thanh bình phủ tất cả đường đi ngược lại là sau ba ngày náo nhiệt rất nhiều hai bên đường phố cũng là thương gia cùng tiểu thương tiểu phiến, có bán cổ quái kỳ lạ thú vị đồ chơi, cũng có bán thanh bình phủ nơi đó, hoặc địa phương khác đặc sắc thức ăn ngon, cái gì cần có đều có, làm cho người hoa mắt. Bên cạnh không có những cái kia ngày bình thường đối với nàng châm chọc khiêu khích đồng tộc người, lại thêm lý quan hải ở bên, tầng thư lòng can đảm dần dần lớn lên, cặp kia hắc bạch phân minh, trong suốt như nước một dạng con mắt nhìn chung quanh, vừa thú vị, vừa vui sướng. Hai người đi ngang qua một nhà tơ lụa trang, Lý Quang Hải nhìn một chút chính mình cùng Tần Thư trên người y phục, đề nghị đi chọn hai tấm bố, làm hai cái y phục A. Tần Thư đầu vừa nhất, mặt lộ vẻ vẻ do dự, móc ra giấy bút viết, thế nhưng là nơi này vải vóc cùng tiền công đều rất đắt nha, chúng ta vẫn là đi nhà khác A. Lưu Vân. Danh tự này cũng không tệ. Lý Quang Hải nhìn chằm chầm cái kia cửa hiệu tơ lộ bản hiệu nhìn nửa ngày, tiếp đó trực tiếp lôi kéo Tần Thư đi vào. Tần Thư tâm bên trong gấp gáp, muốn nói gì nhưng mà miệng không thể nói, nghĩ viết những gì nhưng mà một cái tay bị Lý Quang Hải dắt. Nàng sở dĩ không dám tiến vào, trong đó tự nhiên có nhà này tơ lụa trang chủ muốn làm cũng là thanh bình phủ nhà giàu sang buôn bán nguyên nhân, còn có một cái nguyên nhân là tơ lụa trong trang đèn đuốc quá sáng, ra vào người tất cả đều là áo gấm, hoặc là khí vũ hiên ngang, hoặc là đoan trang mỹ lệ. Nhìn lại mình một chút, diện một xấu xí, miệng không thể nói, trên thân tẩy đến bạc màu y phục cũng cùng những cái kia phú quý người có khác biệt một trời một vực, hơn nữa mình tại tầng gia thân phận vẫn chỉ là một cái hèn mọn nhất hạ nhân, đủ loại nguyên nhân không để cho nàng nguyện ý đi vào nhà này ngăn nắp diễm lệ tơ lụa trang. Nói trắng ra là, Tần Thư rất tự ti, cực độ mà tự ti. Cái này cùng nàng từ nhỏ đến lớn gặp đại ngộ cùng thân ở hoàn cảnh có liên quan, nếu như nàng từ nhỏ liền tụ tập ngàn vạn sủng ái vào một thân mà nói, cái nào đến nỗi như thế khiếp đảm A. À. Đi vào tơ lụa trang, bên trong rộng rãi nhiều, đâm đầu vào chính là một cái cực lớn thẳng đứng một cách, bên trong trưng bày nhiều loại vải vóc tơ lụa, nhìn xem liền giá cả không ít. Hai người vừa đi vào tơ lụa trang, lập tức liền có một cái ăn mặc ngăn nắp diễm lệ nữ tử cười chào đón, đoán chừng là tơ lụa trang lão bản thuê nữ nhân viên cửa hàng. Nàng cười yếu ớt nhẹ nhàng, ánh mắt không để lại dấu vết mà từ Lý Quang Hải cùng trốn ở phía sau hắn sợ hãi rụt rè tầng thư trên thân đảo qua, đầu tiên là giật mình tại người trẻ tuổi trước mặt này phong thái cùng dung mạo, thấy hắn cái kia hai con ngươi giống như tinh thần ánh mắt đang nhìn chính mình, không khỏi trên mặt nóng lên. Nữ nhân viên cửa hàng vẫn tương đối chuyên nghiệp, lập tức trấn định lại, ánh mắt từ Lý Quang Hải trên mặt dời đi, đảo qua trên người hắn y phục, con mắt lần nữa sáng lên. Tố công cực kỳ tinh xảo, dù là nàng hành nghề nhiều năm, cũng chưa từng gặp qua bực này chất liệu cùng tay nghề y phục, cảm thấy hiếu kỳ không khỏi chăm chú nhìn thêm. Nhưng làm ánh mắt nàng rơi vào trốn ở người trẻ tuổi sau lưng tầng thư trên thân lúc, lại là chân mày cao lại, trong mắt có một chút kinh ngạc, rõ ràng không rõ vì cái gì dạng này bắn đại bác cũng không tới hai người thế mà lại cùng một chỗ, hơn nữa hai người còn dắt tay đâu. Trước mắt người trẻ tuổi kia xem xét chính là đại tộc công tử, chắc chắn không thiếu tiền nhưng cái này một bên gương mặt bị xấu xí ứ ban bao trùng tiểu cô nương liền phổ thông nhiều nói khó nghe chút dùng phổ thông để hình dung đó đều là tất nhắc nàng chỉ nhìn một cách đơn thuần gương mặt này nàng liền tuyệt không có khả năng là nhà giàu sang tiểu thư nàng và người trẻ tuổi kia đến cùng là quan hệ như thế nào đâu nữ nhân viên cửa hàng trong lòng hiếu kỳ nhưng cũng không dám nhìn nhiều lại không dám hỏi làm các nàng nghề này trọng yếu nhất chính là nhãn lực cùng đừng đắc tội người hai vị khách quan các ngươi bảo ta tiểu la liền tốt xin hỏi là muốn chọn tài năng cắt y phục sao Tên là Tiểu La nữ nhân viên cửa hàng cười hỏi. Lý Quang Hải gật đầu, tiếp đó nghiêng đầu, cho nàng đo đạt A. À. Được rồi, cô nương mời đi theo ta, ta trước tiên lượng thân đoạn, lại tuyển tài năng. Tiểu La nhìn về phía Tần Thư, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười chuyên nghiệp. Tần Thư không dám, vẫn là Lý Quang Hải nhẹ nhàng đẩy nàng một chút, nàng lúc này mới đi theo nhân viên cửa hàng đi lượng thân đoạn. Lý Quang Hải thì tại tơ lộ trong trang đi dạo, khi thì xem vải vóc, khi thì xem những cái kia tuyển vải vóc người, cảm thấy vẫn rất thú vị chương 814, ồn ào quá. Nhìn một chút, Lý Quang Hải liền nhập thần, trong đầu rỗng tuyết, cái gì cũng không nghĩ, tựa như một pho tượng giống như sử ở đó. Lúc này Tiểu La mang theo lượng hảo tư thái Tần Thư trở về, hỏi nàng thích gì dạng vải vóc. Thời gian ngắn ngủi tiếp xúc, Tiểu La đã biết Tần Thư không nói nên lời, mang nàng tới cũng là bởi vì Tiểu La ngờ tới tám thành là Lý Quang Hải vị này xinh đẹp công tử ta xuất tiền, tuyển dạng gì vải vóc đương nhiên muốn hắn gật đầu mới thành. Lý Quang Hải suy nghĩ bị đánh gãy, gặp Tần Thư đang nhìn chính mình, cười nói, thích gì dạng tùy ý chọn. Tần Thư lúc này mới điểm điểm đầu, đi theo Tiểu La chọn vải vóc đi. Lúc này, mấy cái người quen cũng bước vào tơ lộ trang, chính là tại Tần Phủ trước cửa đụng tới Tần Uy một đoàn người, chỉ là lúc này bên cạnh hắn nhiều một cái mặt trứng ngỗng thiếu nữ, hai người rất thân cận, rõ ràng quan hệ không tầm thường. Lý Quang Hải còn chú ý tới tại những này người tuổi trẻ sau lưng, đi theo một cái nhìn qua trên dưới ngoài 50 tuổi nam tử, dáng người cường tráng tân xứng, cặp kia cường tráng cánh tay xem xét liền khổng vũ hữu lực, thêm nửa tướng mạo chính trực, cho người ta một loại mười phần uy vũ cảm giác. Tần uy không nghĩ tới thế mà lại lần nữa gặp phải Lý Quang Hải, không khỏi đầu lông mày nhướng một chút. Mà bên cạnh hắn thiếu nữ trông thấy Lý Quang Hải lúc, trong mắt lập tức sáng lên dị sắc, hơi kinh ngạc với hắn dung mạo cùng phong thái, một đôi ánh mắt như nước trong veo không khỏi trên dưới bắt đầu đánh giá. Tần uy nhãn châu xoay động, nhìn chung quanh một chút, cười hỏi, tiểu tiện tỳ kia đâu? Như thế nào không ở bên người ngươi? Ngươi có phải hay không nuốt phân, miệng thúi như vậy? Lý Quang Hải nhíu mày bên cạnh hắn thiếu nữ nghe vậy lập tức liền không vui mắt hạnh trừng trừng miệng ngươi mới muốn cho ta đặt sạch sẽ điểm dám nhục mạ ta tần uy ca ca chợt nàng nhìn về phía tần uy hỏi tần uy ca ca ngươi nói tiểu tiện tỳ là ai vậy tiêm nhi quen biết sao nhận biết đương nhiên nhận biết tần uy dùng một loại mười phần kinh thường ngữ khí nói chính là tần thư tiểu tiện tỳ kia a à, tên là tiêm nhi thiếu nữ kéo dài tiếng nói bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là cái kia tiểu tiện tỳ a ta tưởng là ai chứ chẳng biết tại sao Bị bọn hắn trào phúng như vậy, Lý Quang Hải phẫn nộ trong lòng kỳ thực cũng không nhiều, càng nhiều lại là một loại hài hước cảm xúc. Mặc dù không biết những người này vì sao muốn nhằm vào tầng thư can đảm đó tiểu nhân nhược nữ tử, nhưng nàng dù sao đối với chính mình có thể cứu mệnh cùng chiếu cố chi ân, bây giờ sao có thể làm như không thấy, tùy ý bọn hắn nhục mạ. Hắn mặt không biểu tình, từng bước một hướng đi tầng uy cùng thiếu nữ. Cái trước sắc mặt biến hóa, con mắt hướng về sau lưng liếc qua. Tên là tiêm nhi thiếu nữ lại hoàn toàn không sợ, thấy hắn như muốn động thủ, khóe miệng thoáng vung lên, trắng nõn tay ngọc đã đè xuống vỏ kiếm. Đang muốn rút kiếm, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ trước mắt thoảng qua, kình phong đập vào mặt, nàng cái gì cũng không kịp thấy rõ, trước mắt liền một hồi trời đất quay cùng, bên tai truyền đến một đạo nam tử tiếng quát. Tiểu thư. Tiếp đó nàng cũng cảm giác phía sau lưng đau đớn một hồi, vũ tạng lục phủ tựa như đều muốn bị ngã nát đồng dạng, ý thức dần dần mơ hồ. Tơ lụa bên trong trang mọi người thấy ngã trên mặt đất ngất đi thiếu nữ, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều dừng lại động tác trong tay cùng trong miệng ngôn ngữ, toàn bộ đều nhìn qua bên này, bao quát cách đó không xa đang tại chọn lựa vải vóc tiểu la cùng tần thư. Không có người biết xảy ra chuyện gì, ngay cả đứng tại thiếu nữ bên cạnh thân tần uy tại vừa rồi trong nháy mắt đó cũng chỉ trông thấy một đạo hắc ảnh thoáng qua, tiếp đó thiếu nữ lâm không xoay mấy vòng, phía sau lưng hướng xuống, trọng trọng ném xuống đất. Trong lòng của hắn vô cùng hải nhiên, hắn cùng với thiếu nữ tu vi và chiến lực sàng sàng với nhau, thật động thủ hắn còn phải mạnh hơn nhất tuyến. Kết quả thiếu nữ tại Lý Quang Hải diện phía trước ngay cả cơ hội rút kiếm cũng không có đã bị đánh ngất đi, chính mình lại có thể kiên bao lâu đây? Trong lòng đang nghĩ như vậy, một đạo tiếng hét phẫn nộ bỗng nhiên nổ tung, tựa như như kinh lôi quanh quẩn tại toàn bộ phố dài. Cái kia oai hùng bất phàm nam tử càng đến trước mọi người phương, đầu tiên là ngồi sổng người xuống kiểm tra thiếu nữ thương thế, gặp nàng còn có hô hấp, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn hầm hầm ánh mắt nhìn chầm chầm tầng uy lý quan hải, không nói hai lời, trực tiếp nhào tới. Hùng hồn pháp lực như sóng lớn giống như đổ xuống mà ra, hất bay tơ lụa trong trang vô số tuyệt đẹp vải vóc. Pháp lực mạnh, tần uy cùng một đám cách hắn tương đối gần người đều chân đứng không vững nhao nhao lui lại đối mặt đánh tới nam tử lý quang hải căn bản vốn không sợ trên người hắn không có chút nào pháp lực ba động chỉ là không có chút nào sức tưởng tượng mà một quyền đập ra bởi vì nam tử là tấn công trước hơn nửa tay tự hồ dài hơn một chút cho nên nắm đấm của hắn trước tiên rơi vào lý quang hải lồng ngực vịt một tiếng pháp lực nổ tung nhưng hắn vẫn nửa bước không lùi nam tử trong lòng kinh hãi còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều lý quang hải nắm đấm đã rơi vào trên lồng ngực của hắn đồng dạng là vịt một tiếng, đó cũng không phải pháp lực bộc phát âm thanh, thuần túy là nắm đấm phát ra. Nam tử hội tụ pháp lực trong nháy mắt bại tiếp, cả người bay ngược ra tơ lụa trang, từ hai bên đường phố bán hàng trong phía trên bay qua, bịt một tiếng ngã vào trong hồ. Mọi người nhất thời mắt trợn tròn, nhất là Tần Uy, hắn vừa rồi sở dĩ có ý chọc giận Lý Quang Hải, muốn dụ hắn ra tay, chính là bởi vì có nam tử này theo ở phía sau, song phương một khi động thủ, Lý Quang Hải nhất định phải chịu thu thập. Vạn vạn không nghĩ tới gia hỏa này thế mà mạnh như vậy, ngay cả tri phủ đại nhân thủ hạ đệ nhất có thể đánh quan tướng đều bị hắn dễ dàng đánh ngã, gia hỏa này đến tục cùng là ai? Tần uy cố gắng trấn định, nổi giận nói, ngươi thật to gan, lại dám đánh thương tào tim cô nương, ngươi có biết hay không nàng là tri phủ đại nhân nữ nhi, ngươi đơn giản vô pháp vô thiên. Tơ lụa trong trang kỳ thực có không ít người lúc trước đã nhận ra thiếu nữ thân phận, dù sao nàng và những cái kia cả ngày trốn ở trong khuê phòng tiểu thư khuê các khác biệt, vị đại tiểu thư này thích nhất đi dạo phố, hơn nữa phô trương còn không nhỏ, thanh bình phủ rất nhiều người đều gặp nàng. Lúc này mọi người nhìn về phía Lý Quang Hải ánh mắt đều mang theo một chút thông cảm, đã thương tri phủ đại nhân nữ nhi, những ngày an nhàn của hắn cũng hết mức. Chạy tới tầng thư khuôn mặt nhỏ sớm đã dọa đến trắng bệch một mảnh, không biết nên như thế nào cho phải. Lúc này tầng uy lớn tiếng nói, chư vị, người này trước mặt mọi người hành hung, đã thương tri phủ đại nhân ái nữ, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn, đem hắn kẹp ở cái này, quan binh lập tức tới ngay. Người chung quanh hai mặt nhìn nhau, cũng không người đứng ra một cái bụng vệ thương nhân đưa ngón trỏ ra cùng ngón cái trà xác râu ria, cân nhắc chuyện lợi và hại. Tần Uy lại nói, tri phủ đại nhân từ trước đến nay yêu chiều nữ nhi, chúng ta ngăn lại thủ phạm chính là có công, tri phủ đại nhân thưởng phạt phân minh, nhất định sẽ không bạc đại chúng ta. Lời vừa nói ra, lúc này có không ít người động lòng, nhưng bọn hắn vừa rồi rõ ràng trong thấy Lý Quang Hải một quyền đem nam tử kia đánh bay tràn diện, đây chính là thanh bình phủ thủ vệ quân chỉ huy sứ A, địa vị gần với tri phủ đại nhân, thực lực cường hãng liền hắn đều bị người trẻ tuổi này một quyền đánh bay, nhóm người mình nếu là chọc giận hắn, khó đảm bảo hắn sẽ không động thủ A. Tần uy thấy mọi người tuy có dị động, cũng không dám đứng ra, lập tức minh bạch bọn hắn đang suy nghĩ gì, vì vậy tiếp tục đầu độc nói, đoàn người đừng sợ, chúng ta. Nói còn chưa dứt lời, một đạo hắc ảnh thoáng qua, Lý Quang Hải xuất hiện ở trước mặt hắn, một tay bóp lấy cổ của hắn đem hắn sách giữa không trung, lạnh lùng nói, ồn ào quá. Chương 815, giết Tần Uy bóp ở trên cổ tay dần dần phát lực, tần uy cơ hồ ngạt thở, bởi vì thiếu dưỡng khí duyên cớ sắc mặt tím lại. Những cái kia cùng tần uy cùng đi vào con cháu nhà họ tần thấy thế khẩn trương, có người hô, ngươi điên ư, tần uy thiếu gia là tam tộc lão tôn nhi, ngươi thân là con cháu nhà họ tần, dám phạm thượng không thành. Rõ ràng bọn hắn cũng không có hoài nghi lý quan hải con cháu nhà họ tần thân phận, càng khiếp sợ với hắn gan to bằng trời. Một cái con cháu nhà họ tần hô to, mau buông ra tần uy thiếu gia, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Lý Quang Hải đối bọn hắn uy hiếp bờ cùng quát lớn cũng không để ý tới, đem Tần Uy sách giữa không trung, bàn tay càng ngày càng dùng sức. Giờ khắc này Tần Uy trong lòng vạn phần hối hận, cũng không phải hối hận trêu chọc Lý Quang Hải, mà là hối hận trêu chọc lúc trước hắn không làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Hắn không phải lăn đầu thanh, càng không phải là đứa đần, tại kiến thức đến Lý Quang Hải lợi hại sau, hắn hiểu được lấy bản lãnh của mình chắc chắn là không thu thập được hắn, cho nên sau đó mấy lần chạm mặt hắn đều không có cố ý khiêu khích chọc giận đối phương, bởi vì nếu như không có đủ thực lực chèo chống, làm như vậy căn bản chính là đang tìm cái chết. Thẳng đến đêm nay, hắn cùng với tri phủ đại nhân ái nữ đi ra hẹn hò, trùng hợp quan gia ngõ hẹp gặp Lý Quang Hải, thế là chủ động khiêu khích. Hắn sợ dĩ làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì có thanh bình phủ thủ vệ quân chỉ huy sứ tại chỗ, cho hắn sức mạnh. Tần uy suy nghĩ lấy mình cùng Tào Tiêm quan hệ, nếu như Lý Quang Hải muốn đối tự mình động thủ, Tào Tiêm không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Chỉ cần thủ vệ quân chỉ huy sứ đối với Lý Quang Hải ra tay rồi, tiểu tử kia chắc chắn chịu không nổi nhưng mà hắn vẫn là tính sai, nghiêm trọng đánh giá thấp Lý Quang Hải cường đại, ngay cả đường đường nhất phủ chi địa thủ vệ quân chỉ huy sứ đều không phải là địch thủ của hắn, tiểu tử này đến tột cùng là quái vật gì. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này đã vô dụng, Tần Uy tinh tường cảm thấy tử vong phủ xuống, trong lòng của hắn vạn phần sợ hãi, cầu nguyện Lý Quang Hải không dám giết chính mình, ngóng nhìn có người có thể xuất thủ cứu giúp. Đứng tại nữ nhân viên cửa hàng Tiểu La bên người Tần Thư bước nhanh đi tới, vừa đi còn bên cạnh móc ra giấy bút, nhưng bút còn không có rơi vào trên giấy đâu, lý quang hải ngủ chỉ phát lực răng rắc một tiếng trước mặt mọi người bẻ gãy tầng uy cổ giống ném phá bao tải ném xuống đất chỉ một thoáng giữa sân hoàn toàn yên tĩnh tơ lụa bên trong trang khách nhân đường đi ngừng chân xem náo nhiệt người đi đường tất cả mọi người đều cả kinh miệng hơi hơi mở ra không dám tin nhìn xem một màn này cái kia ngốc lăng bộ dáng giống như ngu dại tầng thư cũng là sững sờ tại chỗ giấy trong tay rơi xuống đất lý quang hải ngắm nhìn bốn phía nghi hoặc những người này vì cái gì dùng loại ánh mắt này nhìn mình hắn không để ý tới những thứ này ăn dư quần chúng nhìn về phía tầng thư ánh mắt một thấp đi lên trước giúp nàng nhặt lên giấy bút cười hỏi có yêu mến vải vóc sao tầng thư vô ý thức tiếp nhận giấy bút đúng lúc này tơ lụa trang ngoại trên đường phố một hồi hỗn loạn một đội tuần tra vệ binh đẩy ra đám người xem náo nhiệt chui vào đừng ngăn cản lấy đều đi ra đều đi ra xô xô đẩy đẩy ở giữa một đám tuần tra vệ binh đi vào tơ lụa trang một bên trách móc thì thầm lấy người nào nháo sự a rõ ràng những người này cũng không biết ở đây xảy ra chuyện gì chỉ là trùng hợp tuần tra đến nơi đây lúc trông thấy nơi đây vây quanh nhiều người như vậy, cho nên tới xem một chút, miễn cho ra loạn gì. Bọn hắn đi vào tơ lụa trang, liếc mắt liền nhìn thấy ngã trên mặt đất trừng to mắt, hiển nhiên là đã giao phó tần uy, cùng với một bên khác nằm dưới đất một thiếu nữ, bởi vì là đưa lưng về phía bọn hắn nằm nghiêng trên mặt đất, cho nên chỉ có thể xác nhận là một nữ tử, cũng không rõ ràng thân phận nàng. Mặc dù không biết thân phận của thiếu nữ này, nhưng bọn hắn lại biết tần uy thân phận A, dù sao vị này tần gia tam tộc lão đích tôn tử tại Thanh Bình Phủ cũng coi như là số một danh nhân, bọn hắn những thứ này thường xuyên trên đường đi lại tuần thành vệ binh phần lớn đều biết hắn còn bị khen thưởng không ít rượu tiền đâu bây giờ gặp tần uy chết ở tơ lụa trang trong lòng bọn họ cũng là rất giật mình ai lớn gan như vậy dám tại thanh bình phủ giết tần gia người lúc này một cái con cháu nhà họ tần chỉ vào lý quang hải đại hống đại nhân chính là hắn lành nghề hung hơn nữa còn đã thương tri phủ đại nhân nữ nhi tuần đám thành vệ binh nghe vậy đột nhiên cả kinh lúc này có hai người vội vàng chạy tới nhẹ nhàng tách ra qua thiếu nữ bả vai sắc mặt lập tức chính là biến đổi quả nhiên là tào tiêm tiểu tỷ một người cầm đầu trung niên tiểu đội trưởng sắc mặt triệt để đen mặt trầm như nước lạnh lùng nhìn chằm chằm lý quang hải quạt hương bồ một dạng vung tay lên bắt lại cho ta vừa đem giấy bút đưa cho tần thư trên mặt còn mang theo ôn hòa nụ cười lý quang hải nhãn thần một lệ bỗng nhiên quay đầu nhìn lại mấy cái ma quyền sát trưởng muốn lên tới bắt người tuần tra vệ binh bị hắn hung tướng cho hù sợ dừng bước lại không còn dám tiến lên cái kia trung niên tiểu đội trưởng mắng một đám đồ vô dụng thả đi hắn tri phủ đại nhân không tha cho ta các ngươi cũng đừng hòng thoát trách nhiệm. Nghe vậy, mấy cái tuần tra vệ binh trắng răng, nhắm mắt lại người tới bắt. Hảo ngôn khó khăn khuyên đáng chết quỷ, tất nhiên những người này muốn tìm chết, Lý Quang Hải tự nhiên cũng sẽ không ngăn, hắn đang muốn động thủ, một cổ lạnh buốt nhưng từ trên tay truyền đến. Cúi đầu xem xét, là Tần Thư cầm tay của mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy gương mặt một bên bao trùm lấy xấu xí ứ ban thiếu nữ đang dùng một loại cầu xin ánh mắt nhìn chính mình, khe khẽ lắc đầu. Cặp kia tinh khiết như băng trong đôi mắt chứa đầy nước mắt, Ống ánh trong suốt, làm lòng người nát. Lý Quang Hải thở dài, cô nương này cái gì cũng tốt, chính là lòng mềm yếu, cũng quá thiện lương, nàng không muốn chính mình vì nàng mà tàn sát nhiều người như vậy. Nếu như là nàng mà nói, nhất định không có mảy may dao động. Tâm niệm đến đây, Lý Quang Hải bỗng nhiên sửng sốt, vừa rồi ý nghĩ này bỗng nhiên ngay tại trong lòng hiện lên, nhưng nghĩ lại phía dưới làm thế nào cũng không muốn không dậy nổi cái này, nàng đến tột cùng là ai. Mấy cái tuần tra vệ binh cẩn thận từng ly từng tí vây quanh, Lý Quang Hải trong tay áo trượt xuống mấy đồng tiền, lấy tiền tiêu thủ pháp bắn ra. Phốc 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 vài tiếng, đồng tiền bắn thủng mấy cái tuần tra vệ binh bả vai, máu tươi bắn tung tóe mà ra, bọn hắn cùng nhau ngã ngửa xuống đất, đau đến gầm nhẹ. Lý Quang Hải lạp lấy tầng thư hướng về tơ lụa trang ngoại tẩu khứ, nhẹ nhàng lường cái kia trung niên tiểu đội trưởng một mắt, cái sau chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh theo cuộc sống chui thẳng thiên linh cảm giác, toàn thân một cái giật mình, đánh chết cũng không dám lại ngăn cản. Vây quanh ở tơ lụa trang ngoại xem náo nhiệt bách tính hướng bốn phía nhượng bộ, phân ra một con đường để cho hai người rời đi, trong quá trình này tất cả mọi người ngừng thở, không ai dám nói chuyện, thẳng đến thân ảnh của hai người biến mất ở cuối phố ba, đám người lúc này mới như trút được gánh nặng giống như nhẹ nhàng thở ra. Gia hỏa này quả thực là người điên, thủ vệ quân chỉ huy sứ nói đánh là đánh, tri phủ đại nhân ái nữ thuyết giáo huấn sẽ dạy, địa đầu xà tầng gia thiếu gia nói giết liền giết, vừa ra tay chỉ thấy huyết, mắt cũng không nháy một cái, cũng không biết con mắt chua hay không chua. Thanh Bình Phủ đã nhiều năm chưa từng xảy ra chuyện như vậy, mà nên chuyện người đồng thời liên lụy đến Tần gia cùng Tri phủ hai cái này Thanh Bình phủ có quyền thế nhất gia tộc cùng quan địa phương, lần này nhìn thật là náo nhiệt. Đêm nay phàm là vây quanh ở tơ lộ ra ngoại người xem náo nhiệt đều rất may mắn không có ở lại nhà, cái này náo nhiệt thật sự là quá tốt nhìn, dễ nhìn đã có chút không chân thực. Cũng không biết người trẻ tuổi kia tiếp đó sẽ làm như thế nào, đại đa số người ngờ tới hắn hẳn là sẽ lập tức thoát đi Thanh Bình phủ, dù sao đồng thời làm mất lòng Tần gia cùng Tri phủ đại nhân, to lớn một cái Thanh Bình phủ đã không có đất dung thân của hắn chương 816, không liên quan gì đến ta. Đi ra đường lớn, Tần Thư chủ động giữ chặt Lý Quang Hải tay, đem hắn kéo đến vắng vẻ mờ tối trong hẻm nhỏ, hai cái tay nhỏ một hồi khoa tay, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Lý Quang Hải xem không hiểu nàng tại khoa tay cái gì, nhưng lại có thế đoán ra nàng muốn biểu đạt ý tứ, cười hỏi, ngươi là muốn để cho ta mau chóng rời đi thanh bình phủ, đúng không? Tần Thư gật đầu. Không quan hệ, bọn hắn không thể đem ta như thế nào. Lý Quang Hải diện mang mỉm cười. Tần Thư nghe vậy càng gấp, móc ra giấy bút muốn viết những gì, lại bị Lý Quang Hải đè lại tay, thấp giọng nói, ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng ta cũng không lừa ngươi, bọn hắn thật sự không thể đem ta như thế nào, ta không phải là tại hồ suy đại ký, hôm nay ta liền nghĩ tới một chút chuyện của dĩ vãng, những người kia không làm gì được ta. Tần Thư trên mặt như cũ mang theo vẻ lo lắng, nàng không cảm thấy Lý Quang Hải là đang lừa chính mình, đầu tiên là không cần thiết, còn nữa là vừa rồi hắn một quyền đánh bay cái kia thủ vệ quân chỉ huy sứ một màn rung động thật sâu nàng. Tạo tổ chức sinh nhật phủ trạch, trong thư phòng bận rộn một ngày tri phủ đại nhân trên mặt khó nén mỏi mệt nghe người bẩm báo tàu tim lại lén lút chuồn đi đi ra ngoài chơi tin tức cũng không để ý ngược lại nha đầu kia làm chuyện loại này đã không phải là lần một lần hai đại nhân đang muốn đi rửa mặt một phen sớm nghỉ ngơi bên ngoài thư phòng bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm hùng hồn tàu tổ chức sinh nhật nghe ra đây là thủ hạ của mình thủ vệ quân chỉ huy sứ âm thanh vì vậy nói vào đi gặp đi vào thư phòng nam tử toàn thân ước nhẹp dị thường chật vật tàu tổ chức sinh nhật không khỏi nhíu mày xảy ra chuyện gì thủ vệ quân chỉ huy sứ đúng sự thật nói, tiểu thư xảy ra chuyện. Tào tổ chức sinh nhật con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên đứng lên theo dõi hắn, tim nhi thế nào, nàng ở nơi nào. Tiểu thư không ngại. Thủ vệ quân chỉ huy sứ trả lời, người tại chính sảnh. Tào tổ chức sinh nhật một câu nói không nói, vội vàng chạy tới chính sảnh, khi hắn trông thấy ngồi ở trên ghế hôn mê bất tỉnh nữ nhi, âm thầm thở vào nhẹ nhõm, trầm giọng hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thủ vệ quân chỉ huy sứ liền đem tại tơ lụa trang phát sinh sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, không có nửa điểm bỏ sót. Tào Tổ chức sinh nhật sau khi nghe xong cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mà ngay cả ngươi cũng không phải đối thủ của tiểu tử đó. Thủ vệ quân Chỉ Huy sứ cười khổ, ta liền hắn một quyền đều không tiếp nổi. Tào Tổ chức sinh nhật lắc đầu, càng làm cho ta bất ngờ là hắn thế mà trước mặt mọi người làm thịt Tần Uy cái kia bất học vô thuật tiểu tử, ngươi không phải nói người kia cũng là con cháu nhà họ Tần sao, tất nhiên cùng là con cháu nhà họ Tần, đến cục cùng là dạng gì thù hận sẽ để cho hắn trước mặt mọi người giết người đâu? tựa như là tần uy ngôn ngữ nhục nhã đi cùng với hắn một vị nữ tử. Chỉ huy sứ lắc đầu. A, à, tàu tổ chức sinh nhật khóe miệng vung lên một vòng châm chọc cười lạnh, biết mắt nhìn như cũ hôn mê bất tỉnh, bị mấy cái thị nữ chiếu cố nữ nhi, thản nhiên nói, chết cũng tốt, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, ta đang lo làm như thế nào cảnh cáo tiểu tử kia cách tim nhi xa một chút đâu, bây giờ tốt, tỉnh viễn trừ hậu hoạn. Tần uy tại Thanh Bình Phủ là cái gì đức hạnh cơ hồ người người đều biết, huống chi là hắn vị này tri phủ đại nhân đâu. Tiểu tử kia thiên phú đồng dạng, phẩm hạnh ti tiện, nếu như không phải tạo hóa hảo đầu thai ở tầng gia, giống người như hắn cả một đời không có khả năng có ngày nổi danh. Khi hắn biết mình nữ nhi bảo bối thế mà cùng cái này hoàng khố tử đệ rất thân cận lúc, tào tổ chức sinh nhật thật sự có loại ăn phải con ruồi cảm giác, đã từng mấy lần để cho tào tim rời xa tầng uy, mềm cứng rắn biện pháp đều dùng qua, nhưng chính là không lay chuyển được tính bướng bỉnh nàng. Nhưng tào tổ chức sinh nhật không có khả năng trơ mắt nhìn lấy con gái mình ủy thân cho một cái phế vật, hắn mặt ngoài nhìn như không còn tiến hành quan hệ, kỳ thực vụn trộn một mực đang suy nghĩ nên như thế nào chia rẽ hai người. Bây giờ Tần Uy bỏ mình, tất cả phiền phức đều giải quyết dễ dàng, tin tưởng nữ nhi bảo bối chẳng mấy chốc sẽ quên hắn. Chỉ huy sứ cũng rất không nhìn trúng cái kia Tần Uy, cho nên nghe thấy tàu tổ chức sinh nhật những lời này đồng thời không cảm thấy có gì không ổn, hắn hỏi, đại nhân, thủ vệ quân đã tập kết, tùy thời nghe theo đại nhân điều động. Điều động. Tào tổ chức sinh nhật nhíu mày lại, tại thủ vị ngồi xuống, bưng lên một chén trà uống một hớp, vì cái gì điều động nha, chỉ huy sứ nói, đương nhiên là đi đuổi bắt tiểu tử kia, chẳng lẽ đại nhân cũng không ý này. Tào tổ chức sinh nhật lại nhìn một chút nữ nhi, nói, tim nhi thuở nhỏ luôn chiều, bị ta làm hư, đếm chút khổ sở nàng mà nói cũng không chỗ xấu. Bây giờ treo ra nàng rất nhiều phiền toái nhỏ ta có thể thay nàng giải quyết, nhưng cái này cũng sẽ để cho nàng dần dần dưỡng thành bất luận xông ra cái gì họa đều có ta người cha này chỗ dựa ý nghĩ, nhưng vạn nhất đem tới nàng treo chọc đến không treo chọc nổi người lúc, lại nên làm cái gì. Cho nên đại nhân ý tứ là bỏ mặt không quan tâm. Chỉ huy sứ hỏi. Cũng không phải mặc kệ, yên lặng theo dõi kỳ biến A, tiểu tử kia làm thịt Tần Uy, Tần Gia không có khả năng buông tha hắn, lại nhìn hắn có thể hay không chống nổi Tần Gia lửa giận A. Tào tổ chức sinh nhật thả xuống chén trà, thản nhiên nói, nếu như hắn sống không qua, vậy hắn hạ tràng chính là một cái chết, liền để Tần Gia vì chúng ta suốt này ngụm ác khí. Nếu như hắn chống nổi, vậy đã nói rõ tiểu tử kia tuyệt không phải người thường A, ít nhất cho tới bây giờ hắn con cháu nhà họ Tần thân phận vẫn chỉ là ngờ tới, vạn nhất hắn có cái gì lớn lai lịch cũng nói không chừng đấy chứ. Tần Phủ Khi Tần Uy thi thể bị người mang về lúc, toàn bộ Tần gia gia tộc đều sôi trào. Chính sảnh, Tần Uy thi thể đặt ở trên một tấm ván gỗ, che kín vải trắng, phụ thân của hắn Tần Đào cùng gia gia Tần Nhạc liền đứng ở một bên, mặt lộ vẻ vẻ bi thống, nhưng cũng không có khóc. Tần Duyên Niên cùng một đám Tần gia nhân vật trọng yếu cùng trẻ tuổi tiểu bối đều yên lặng nhìn xem, rất lâu không người nói chuyện. Có một đôi vũ mị hoa đào con ngươi Tần Thiến ở trong đám người, bây giờ nàng xem thấy tần uy thi thể lạnh lẽo có loại cảm giác như mộng ảo không chân thật ba ngày còn trông thấy hắn diễu võ dương oai đi ra ngoài một chuyến liền âm dương lưỡng cách thực sự là thế sự khó liệu a à. càng làm cho nàng không dám tin là giết tần uy người lại là ba ngày cái kia lạ mặt xinh đẹp tiểu ca lá gan này có phần cũng quá lớn tại thanh bình phủ giết tần gia người hắn có mấy quả đầu có thể chặt a à. lúc này tam tộc lão tần nhạc đi đến gia chủ tần duyên niên trước mặt vái chào đến cùng Cố nén trong lòng bi thương nói, cầu gia chủ đưa ta tôn nhi một cái công đạo. Dựa theo bối phận tới nói, Tần Duyên Niên còn muốn gọi hắn một tiếng thúc bá, bây giờ thân là trưởng bối Tần Nhạc hành đại lễ này, có thể thấy được làm tôn báo thù quyết tâm. Hắn tự mình đem Tần Nhạc đỡ dậy, an ủi, yên tâm, ta này liền phái người phong tỏa thanh bình phủ, định bắt giữ tiểu tử kia mặt cho ngươi xử trí. Lúc này một mực trầm mặt Tần Đào bỗng nhiên nói, như vậy Tần thư đâu, nàng cùng tiểu Súc Sinh kia quan hệ không ít, chuyện này chưa hẳn không phải nàng suối dục giật dây gia chủ đại nhân dự định xử trí như thế nào tần duyên niên nhíu mày hắn không thích người khác dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện nhưng nghĩ đến tần đào vừa mới mất con trong lòng bi thương phẫn nộ mất phân tất cũng là bình thường liền không có tính toán mà là nhìn phía đệ đệ của mình tần thiên thành dù sao tần thư là nữ nhi của hắn tần thiên thành là một cái tướng mạo mười phần đoan chính nam tử mi thanh mục tú mũi như treo gan tăng thêm một thân quý giá trường sam cho người ta một loại quý khí cảm giác thấy mọi người ánh mắt trông lại trên mặt hắn không có gì biểu lộ chỉ là thản nhiên nói, không liên quan gì đến ta. Chương 817, bắt sống. Thanh Bình phủ một chỗ vắng vẻ trong hẻm nhỏ, Tần Thư lấy dũng khí dùng sức đẩy Lý Quang Hải. Không phải Lý Quang Hải muốn đối nàng làm cái gì cầm thú cử chỉ, mà là thiếu nữ lo lắng hắn bị Tần gia cùng quan phủ người bắt được, muốn cho hắn nhanh lên rời đi. Nhưng bất luận Tần Thư như thế nào đẩy, Lý Quang Hải từ đầu đến cuối giống như cắm rễ ở đất một mặt tường giống như, bất luận nàng như thế nào dùng sức cũng không nhúc nhích tí nào. Nhìn xem thiếu nữ mặt đầy lo lắng chi sắc, Lý Quang Hải không có gì biểu lộ trên mặt lộ ra một chút nụ cười ấm áp, không khỏi đưa tay ra vuốt vuốt đầu của nàng. Tần Thư gấp đến độ sắp khóc, tính tình từ trước đến nay điềm tĩnh ôn quyển nàng thậm chí đều sinh ra mắng người xúc động, nếu như nàng có thể nói chuyện lời nói. Gia hỏa này đến cùng có biết hay không mình rốt cuộc gây họa bao lớn, tựa như hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng đồng dạng, hắn chẳng lẽ không biết chính mình kế tiếp sẽ đối mặt cái gì không? Cảm thụ được bàn tay hắn bên trên truyền đến nhiệt độ, Tần Thư có chút e lệ, nàng muốn nói gì, lại phát hiện giấy bút không thấy, hẻm nhỏ quá tối không có đèn đuốc chiếu vào cơ hồ là đưa tay khó gặp năm ngón tay lấy nàng thị lực căn bản vốn không biết giấy bút đánh rơi chỗ nào trong lúc nhất thời có chút suối quẩy lại liên tưởng đến lý quang hải tình cảnh hôm nay cái mũi chua chua một quả nước mắt trong suốt lăn xuống ngươi là tại tìm cái này sao lý quang hải không lưng nhặt lên giấy bút đưa cho nàng thanh âm êm dịu tần thư thấy không rõ ràng lắm nhưng nàng vẫn là nhận lấy lúc này một hồi ánh lửa chiếu vào hẻm nhỏ kéo dài hai người cái bóng bắn ra ở hậu phương trên vách tường một đội dơ đuốc người từ ngõ nhỏ chạy qua, cũng may cũng không có người phát hiện trốn ở chỗ này hai người. Ngừng thở nhìn xem ánh lửa dần dần đi xa tầng thư căng thẳng cơ thể thoáng buông lỏng, nhưng nàng tâm lại chìm đến đáy cốc, bởi vì nàng biết tầng gia cùng quan phủ người đã bắt đầu hành động, toàn bộ thanh bình phủ tìm kiếm lý quan hải, thậm chí còn bao quát chính mình. Có thể tưởng tượng được bây giờ toàn bộ thanh bình phủ tất cả lớn nhỏ đường đi đã đều trải rộng tầng gia cùng quan phủ người, từng cái toàn bộ đều hông đeo trường đao, cầm trong tay bó đuốc, hung thần ác sát tìm kiếm mỗi một cái xó xỉnh, thẳng đến đem hai người bắt được, thiên đao vạn quả. Nghĩ đến Thanh Bình phủ cũng cần phải bị phong tỏa, cho dù là chấp cánh chỉ sợ cũng trốn không thoát cái này thiên la địa võng, bởi vì nhiều năm như vậy tại Tần gia, Tần Thư gặp qua không ít đằng vân giá vũ cao thủ, bọn hắn cũng biết bay. Lý Quang Hải đem Tần Thư thần thái biến hóa nhìn ở trong mắt, cười nói, ngươi không cần đến sợ hãi như vậy, chỉ bằng những người kia căn bản ngăn không được ta, bất quá ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Tần Thư nhìn qua hắn, điểm điểm đầu. Lý Quán Hải nói, ta nghĩ thoát thân dễ như trở bàn tay, mà ngươi đi cũng không phải là việc khó, ngược lại những năm này ngươi tại tầng gia cũng không như thế nào vui vẻ qua, cho nên ta muốn hỏi chính là, ngươi có nguyện ý hay không theo ta cùng rời đi? Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, thanh bình phủ ngươi là không ở nổi nữa, dù sao tầng uy không chết là ngươi tạo thành, nhưng cũng cùng ngươi có chút dây dưa, sau khi ta rời đi liền sợ những cái kia bụng dạ hẹp hòi người đem bút trướng này tính toán tại trên đầu của ngươi. Cho nên nếu như ngươi không muốn theo ta rời đi mà nói, ta cũng sẽ thích đáng an trí ngươi, điểm này ngươi không cần lo lắng. Tần Thư giật mình, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên nói những lời này, nhưng thấy hắn biểu tình nghiêm túc, không giống như là nói đùa, Tần Thư rơi vào trầm mặt, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Chính như Lý Quang Hải nói tới, những năm này nàng tại Tần Gia sinh hoạt đến kỳ thực một chút cũng không vui, vì sống sót, nàng không thể không đi làm một chút việc nặng tích cực để duy trì sinh kế, bởi vì gương mặt này cùng lúng túng thân phận nguyên nhân, không ít chịu đến quản sự làm khó dễ cùng những người ở khác xa lánh, có thể nói là nhận hết vĩ khuất sở dĩ một mực lưu lại tầng gia là bởi vì tầng gia mặc dù không ấm áp nhưng ít ra cho nàng cung cấp một tầng che chở những năm gần đây đi thảm kinh nghiệm để cho nàng minh bạch trên thế giới này có rất nhiều người xấu tầng gia người đối với nàng còn như vậy huống chi là phía ngoài những người xa lạ kia đâu cho nên nàng lựa chọn lưu lại tầng gia không phải liền là chịu chút ủy khuất đi dù sao cũng so một người ở bên ngoài không chỗ nương tựa muốn hảo tầng thư suy nghĩ rất lâu lâu đến hẻm nhỏ bên ngoài trên đường phố đã có mấy đội dơ đuốc nhân mã đi qua Lý Quang Hải cũng không thúc giục, cứ như vậy im lặng chờ lấy. Tần Thư dường như hạ quyết tâm, mở ra cái kia thuần triệt con ngươi như nước nhìn qua hắn, dùng sức nhẹ gật đầu. Nàng làm ra trong đời trọng yếu nhất một lựa chọn, không có cái thứ hai, cái lựa chọn này đem thay đổi nàng cả đời vận mệnh. Nàng không rõ trước mắt cái này nhìn không có lớn hơn mình mấy tuổi người trẻ tuổi tại sao sẽ như thế tự tin, nhưng nàng vẫn là nguyện ý đánh bạc hết thảy đánh cược một lần, ngược lại lại tao cũng không khả năng sau bây giờ càng nguy rồi. Đi. Lý Quang Hải trên mặt tươi cười, chỉ nói một chữ, tiếp đó lôi kéo Tần Thư cứ như vậy nghênh ngang đi ra hẻm nhỏ. Tần Thư ngoan ngoãn đi theo. Hai người vừa đi ra ngõ nhỏ, bên trái có ánh lửa lắc lư, trùng hợp một đội nhân mã từ đường đi bên trái đi tới, nhìn thấy hai người. Tràn diện trong lúc nhất thời lâm vào quỷ dị im lặng, song phương đều dừng lại cước bộ, nhìn nhau. Lúc này, trước mắt đội nhân mã này tiểu đội trưởng bỗng nhiên phản ứng lại, khen một tiếng rút đao ra chỉ phía trước một cái, trống to, bắt lại cho ta. Trong lòng của hắn vạn phần mừng rỡ, thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa cái này đầy trời công lao đơn giản chính là lão thiên gia ban thưởng cho chính mình bên cạnh một cái mọc ra một khỏa bà mối nốt ruồi nhìn tướng mạo có chút bà tám nam tử nhỏ giọng hỏi muốn hay không phát tín hiệu nghe vậy tiểu đội trưởng hái hắn một cái mắng tiểu tử ngươi có thể hay không có chút đầu óc công lao này rõ ràng là lão thiên gia ban cho ta tín hiệu một phát một đám người tuôn đi qua nguyên bản một mâm lớn thịt mỡ lão tử cũng chỉ có thể cọ chút thịt cặn bã ngay cả canh cũng không đủ uống lần sau nói chuyện phía trước động não. Tướng mạo có chút bà tám nam tử rụt cổ một cái, ngượng ngùng nở nụ cười. Mười mấy cái dơ bó đuốc, sách theo trường đao tráng hán đem Lý Quang Hải hai người bao bọc vây quanh. Đứng tại vòng vây bên ngoài tiểu đội trưởng cười lạnh nói, người ở bên trong nghe, các ngươi đã bị bao vây, từ bỏ chống lại, tranh thủ xử lý khoan dung. Lý Quang Hải nghe vậy, không khỏi nhìn nhiều người tiểu đội trưởng kia hai mắt, nghĩ thầm lời này như thế nào quen tai như vậy đâu. Tiểu đội trưởng thấy hắn trên mặt lại còn lộ ra nụ cười, còn tưởng rằng đối phương là đang gây hấn với chính mình, hắn bảo tính khí này có thể nhịn sao? lập tức liền nổ, kêu lên, động thủ, bắt sống. bên trên hạ đạt chỉ lệnh là giết chết bất luận tội, nhưng tốt nhất bắt sống. vậy hắn liền đến một cái bắt sống, dạng này bên trên cũng khen chính mình sẽ làm chuyện. mười mấy cái tráng hán cùng nhau xử lý, tần thư một tay kéo lấy lý quan hải góc áo, cả người cơ hồ dính vào phía sau lưng của hắn, gương mặt dọa đến trắng bệt một mảnh. sau một khắc, mười mấy cái tráng hán cùng nhau bay ngược mà ra hoặc đánh vỡ hai bên đường thương gia cửa gỗ, hoặc đâm vào trên vách tường, trong nháy mắt toàn bộ đều đánh mất sức chiến đấu. Tiểu đội trưởng nắm chắc phần thắng nụ cười cứng ở trên mặt, hắn vỗ nam nhân bên người cái ót, trống to, ngây ngốc lấy làm cái gì, phát tín hiệu. Tướng mạo bà tám trong lòng nam nhân chửi ầm lên, động tác trong tay cũng không vội vàng, lập tức từ trong ngực móc ra một cái ngắn nhỏ hình trụ tròn vật thể, hướng về phía trên trời kéo một phát kiếp nổ. Víu một tiếng, một đạo hỏa quang bay lên không trung, đông một tiếng nổ tung, rực rỡ chói mắt chương 818, Tần Duyên Niên. Lý Quang Hải ngửa đầu nhìn xem, khen một tiếng, rất xinh đẹp. Tiểu đội trưởng sắc mặt khó coi, vung tay lên, còn sót lại mười mấy cái tráng hán phân tán tại hai bên đường, phòng ngừa bọn hắn đào thoát, nhưng hắn tin tường làm như vậy căn bản vô dụng, thế nhưng là cũng không thể trơ mắt nhìn xem hai người rời đi thôi. Lý Quang Hải ngắm nhìn bốn phía, khóe miệng vung lên, ngữ khí bình thản, con người của ta không thích giết người, giết người chẳng qua là giải quyết vấn đề thủ đoạn thôi. Ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, tránh đường ra, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Tướng mạo bà tám nam tử dán tại tiểu đội trưởng bên tai nói, để cho bọn hắn đi thôi, để cho các huynh đệ đi theo là được rồi, liền thủ vệ quân chỉ huy sứ đại nhân đều không phải là địch thủ của hắn, không cần thiết làm hy sinh vô vị. Tiểu đội trưởng cắn răng, ra lệnh, tránh đường ra. Dưới tay những người này cũng là theo hắn nhiều năm thủ hạ, ngày bình thường cũng là nói gì nghe nấy, tình cảm thâm hậu, phần công lao này mặc dù mê người, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới là, hắn không muốn để cho các huynh đệ đi không công chịu chết. Nghe vậy, mười mấy cái chân bụng như nhũng ra tráng háng như trút được gánh nặng đem trong tay đao thu hồi vỏ đao trong lòng đối với tiểu đội trưởng dâng lên vô tận lòng cảm kích ngươi rất sáng suốt lý quang hải đối với người tiểu đội trưởng kia tán dương một tiếng lôi kéo tần thư quay người rời đi hai người bọn họ cứ như vậy nghênh ngang đi ở trên đường phố căn bản không sợ hành tung bại lộ thật không phách lối còn chưa đi đến cuối phố đâu phân tán tại mỗi đường đi các lộ nhân mã toàn bộ đều đuổi đến tín hiệu phát ra chỗ lần nữa chặn lý Quan hải cùng tần thư đường đi đám người tách ra tần nhạc cùng tần đào đi ra hai cha con ánh mắt quán độc nhìn chằm chằm hai người tựa như muốn đem bọn hắn ăn tươi nuốt sống đồng dạng hai người này vừa xuất hiện lý quang hải rõ ràng cảm thấy tần thư cái kia bị chính mình nắm tay không tự chủ dùng sức cảm xúc bên trên xuất hiện tương đối lớn ba động lý quang hải ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía hai người gặp bọn họ trong mắt lửa giận cơ hồ muốn phun ra ngoài thế là suy đoán nói các ngươi sẽ không phải là cái kia tần uy tiểu súc sinh ta muốn ngươi cho con ta đền mạng nổi giận tần đào trực tiếp đánh gãy hắn lời nói mười mấy cái tráng háng nhau nhau lấy ra một trận tạo hình chuyện cổ quái vật đen ngòm ống tròn nhắm ngay bị vây quanh ở ở giữa hai người theo liên tiếp phanh 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 tâm thanh vang lên mười mấy tấm lưới lớn từ ống tròn bắn ra giữa không trung mở ra hướng về hai người bao phủ tới từ tình báo truyền về có thể được biết cái này không biết từ nơi nào xuất hiện người trẻ tuổi chiến lực cực mạnh liền thủ vệ quân chỉ huy sứ đều không phải là đối thủ của hắn muốn bắt lấy hắn không thể dựa vào mang lực tốt nhất là dùng chút thủ đoạn nhìn qua đỉnh đầu bao phủ mà đến mười mấy tấm lưới lớn trông thấy mỗi một đầu dây lưới ở chung quanh ánh lửa chiếu phát ra màu bạc ống ánh sáng nhạt, liền biết những thứ này lưới lớn chất liệu không phải bình thường, thông thường cao thủ một khi bị bao phủ, muốn chạy trốn cơ bản liền không khả năng. Chỉ tiếc chính mình không thuộc về trong thông thường cao thủ phạm trù. Lý Quang Hải không tránh không né, cong ngón búng ra, một đạo chỉ kình lướt đi. Cách đó không xa tầng nhạc cùng tầng đào trên mặt đồng thời lộ ra cười lạnh, tiểu tử này quá khinh thường, nếu như những thứ này lưới sẽ như thế dễ dàng liền bị phá hư mà nói, tần gia lại vì cái gì phải hao phí giá thật lớn chế tạo đâu. Nhưng rất nhanh biểu tình hai người liền cứng ở trên mặt, chỉ thấy đạo kia bắn ra chỉ kình tại tiếp xúc đến tờ thứ nhất lưới lớn trong nháy mắt ầm vang nổ tung, tựa như đất bằng nổ lên một tiếng sét giống như, trung chuyển trời đất. Giờ khắc này, thanh bình phủ vô số còn đang trong giấc mộng người đều bị giật mình tỉnh giấc, nghe động tỉnh này còn tưởng rằng trời sập. Tần tầng chồng mười mấy tấm lưới lớn đều bị bột phát pháp lực phong bạo đập vỡ vụn, bị ném bốn phương tám hướng cách gần nhất mười mấy cái con cháu nhà họ tần bị khuếch tán pháp lực đẩy lui kêu lên một tiếng phun ra một mụn máu tươi tần nhạc cùng tần đào trực tiếp thấy choáng một ngón tay phá tần gia vẫn lấy làm kiêu ngạo lưới bạc trận chỉ là khuếch tán ra pháp lực dư ba liền trọng thương mười mấy cái con cháu nhà họ tần tiểu tử này đến tột cùng là quái vật gì tần thư đồng dạng giật mình không nhỏ nàng miệng nhỏ khẽ nhất sững sờ nhìn xem đối mặt trăm ngàn người mà mặt không đổi sắc thanh niên phương tâm rung động lúc kho củi cứu hắn tần thư kỳ thực cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ đem hắn xem như một người bình thường đến đối đãi cho hắn uống nước, nấu cơm cho hắn, những thứ này toàn bộ đều xuất từ thiếu nữ thiện tâm. Kể từ tại diễn võ trường trên khán đài, Lý Quang Hải cùng Tần Uy bộc phát xung đột sau đó, Tần Thư liền ý thức được cái này trời xui đất khiến bị chính mình nhặt được người trẻ tuổi tuyệt đối không phải người bình thường, về sau phát sinh rất nhiều chuyện cũng xác nhận nàng suy đoán này. Cảm giác chính mình tim đập rộn lên, Tần Thư sợ hãi cả kinh, ép buộc chính mình không còn đi suy nghĩ lung tung, ép buộc chính mình ném bỏ những cái kia từ vừa mới bắt đầu liền không nên tồn tại ý nghĩ hảo huyền nàng xem thấy lý quang hải tuấn mỹ không tì vết bên mặt thuần triệt như nước trong mắt lóe lên tịch mịch cùng tự dẻo các ngươi muốn giết ta lý quang hải nhìn qua thần sắc âm tình bất định tần nhạc phụ tử giọng ôn hòa tần đào cắn răng hỏi ngươi đến tột cùng là người nào vì cái gì lẻn vào ta tần gia lại vì cái gì giết con ta tần uy hắn không chính diện trả lời lý quang hải vấn đề bởi vì không biết trả lời như thế nào hắn là muốn kéo dài thời gian dây dưa đạt tới chủ tầng duyên niên cùng tầng thiên thành đuổi tới. T. Vấn đề này có chút phức tạp, nên trả lời như thế nào đâu? Lý Quang Hải diện lộ buồn rầu chi sắc, gãi đầu một cái, ngửa mặt lên cười nói, có, bởi vì ta muốn giết liền giết. Điên rồ. Tần đào mắng một tiếng, lửa giận trong lòng tựa như núi lửa bộc phát đồng dạng, lúc nào cũng có thể bộc phát. Nhưng hắn hiểu được lấy bản lãnh của mình, là tuyệt đối không thể lưu lại đối phương, dưới mắt có thể làm chỉ có nhẫn nại cùng kéo dài thời gian, nhất định muốn nhịn xuống. Ngươi là đang kéo dài thời gian sao? Không ngờ Lý Quang Hải một lời vạch trần tính toán của hắn, chỉ thấy hắn không để ý nhún vai, nói, vô dụng, từ bỏ đi. A, à, thật cuồng vọng. Một đạo hùng hồn thanh âm trầm thấp ở trên không vang vọng, quanh quẩn tại bốn phía. Tần gia gia chủ Tần Duyên Niên, cùng với đệ đệ của hắn Tần Thiên Thành từ trên trời giáng xuống, hai huynh đệ vừa xuất hiện, mọi người ở đây toàn bộ đều có người lãnh đạo, không khỏi âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Tần thư trốn đến Lý Quang Hải sau lưng, không dám hiện thân tần duyên niên nhìn từ trên xuống dưới lý quang hải hỏi ngươi là ai lý quang hải tần thư kinh ngạc ngẩng đầu nghĩ thầm trí nhớ của hắn khôi phục kỳ thực lý quang hải ký ức cũng không có khôi phục chỉ khôi phục một chút nhớ lại tên của mình cũng nhớ lại như thế nào điều động pháp lực lý quang hải tần duyên niên đem ba chữ này từng chữ nói ra đọc một lần lắc đầu chưa nghe nói qua cái nào danh môn đại phái có như thế số một nhân vật thiên tài chẳng lẽ là những cái kia ẩn thế thế lực thiên chi kiêu tử đi ra ngoài lịch luyện tới Tần Đào vội la lên, gia chủ đại nhân, không cần thiết cùng tiểu súc sinh này tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp cùng nhau xử lý đem hắn tại chỗ chém giết. Tần Duyên Niên nhíu mày, hắn rất không thích người khác dùng loại này giọng điệu cùng hắn nói chuyện. Chương 819, muốn vì đã nói vụ trách. Thân là gia chủ Tần Duyên Niên đương nhiên sẽ không nhân gia nói cái gì hắn thì làm cái đó, tại vừa biết được Lý Quang Hải giết chết Tần Uy thời điểm, kỳ thực vị này Tần gia gia chủ thật sự động sát tâm. Dám ở Thanh Bình phủ giết Tần gia đích hệ đệ tử, cái này căn bản là trắng trợn khiêu khích cưỡi tại trên thân tác bạc tai, nếu như một cái rắm đều không thả, tần gia uy nghiêm ở đâu. Nhưng tại trên đường trông thấy tín hiệu chạy tới, tần duyên niên dần dần bình tĩnh lại, hắn bắt đầu cân nhắc lợi hại, bắt đầu hướng về tầng sâu hơn mặt vấn đề đi suy xét, phát hiện tùy tiện đối với một cái thân phận không rõ cường giả ra tay kỳ thực không phải một kiện cử chỉ sáng suốt. Cái này là mặt người trẻ tuổi tuổi như vậy tu vi liền như thế kinh khủng, nói hắn là thông thường giang hồ tán tu ai mà tin a à. Phía sau hắn tán thành là cái nào đó ẩn thế thế lực, vạn nhất chọc giận đối phương, ai biết cái kia ẩn thế thế lực có thể hay không trả thù. Dọc theo đường đi Tần Duyên Niên suy nghĩ rất nhiều, cũng một mực tại suy tính vì nhất thời lanh lẹ mà phải bỏ ra dạng gì đại giới, cho nên hắn cũng không có trước tiên đối với Lý Quang Hải ra tay. Tần Đào kiến gia chủ mặt không biểu tình, đối với chính mình lời nói bỏ mặt, đang muốn mở miệng lần nữa nói chuyện, lại bị bên cạnh Tần Nhạc Trừng mắt liếc, ra hiệu hắn ngậm miệng. Tần Đào không dám nghịch lại ý của phụ thân, không thể làm gì khác hơn là cố nén không lên tiếng. Tần Nhạc làm nhiều năm như vậy tam tộc lão, cũng coi như là người già thành tinh hắn liếc mắt liền nhìn ra tần duyên niên lo lắng biết lúc này ai nóng vội ai xui xẻo nếu như tần duyên niên không có ý định ra tay cái kia bọn người lại lấy cái gì tới lưu lại tiểu tử này đâu tần đào nghiến răng nghiến lợi ánh mắt không ngừng nhìn về phía cuối phố âm thầm lo lắng đáng chết quan phủ đám phế vật kia tại sao còn không đến hai cha con nghĩ đến cùng một chỗ đi nếu như tần duyên niên cố kỵ lý quan hải thế lực sau lưng không muốn động thủ như vậy chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại thanh bình phủ tri phủ tàu tổ chức sinh nhật nhưng sự tình xảy ra nhiều như vậy tần gia đạn tín hiệu cũng phát ra rất lâu theo lý thuyết quan phủ người hẳn là đã sớm tới mới là a vì cái gì chậm chạp không tới đang tại hai cha con âm thầm lo lắng thời điểm vẫn không có mở miệng tỏ thái độ tần duyên niên cuối cùng nói chuyện hắn nhìn xem bị mấy trăm người vây vào giữa nhưng trên mặt lại không hề sợ hãi người trẻ tuổi trong giọng nói không bao hàm bất kỳ tâm tình gì bất luận ngươi là ai giúp ta con cháu nhà họ tần cũng nên có cái thuyết pháp a ta tần gia cũng không phải muốn ép buộc, nhưng dù sao mạng người quan trọng, nếu như không có một hợp lý giảng giải, ta tần gia sau này còn thế nào tại? Thanh Bình Phủ đặt chân. Tần Đào cùng Tần Nhạc Tâm đồng lúc trầm xuống, nghe Tần Duyên Niên lời này, tựa như chỉ cần Lý Quang Hải liền giết chết Tần Uy chuyện này đưa ra một hợp lý giảng giải, hắn cũng sẽ không truy cứu đồng dạng. Cái này khiến lúc trước còn có thể bảo trì trấn định Tần Nhạc cuối cùng cũng có chút nhịn không nổi, mấy lần há mồm muốn nói gì, nhưng đều bị hắn cho nhịn được. Nghe xong vị này Tần Gia Gia chủ lời nói, Lý Quang Hải nhíu mày lại, nha, không nghĩ tới tần gia lại còn có có thế giảng đạo lý người có văn hóa, hiếm thấy a. À. Lời này hoàn toàn chính là trần trùng châm chọc, chung quanh không thiếu tần gia người mặt đen thui, biểu tình không dễ coi lắm. Tần Duyên Niên lại cũng không để ý Lý Quang Hải trong lời nói kẹp thương đeo gậy, đã như vậy, liền thỉnh công tử cho một cái thuyết pháp a. À. Đi. Tần Duyên Niên nếu là cái người nói quy củ, cái kia Lý Quang Hải cũng lười ở trước mặt hắn giả vờ giả việc bày ra một bộ cao nhân tư thái, hắn đem tại tơ lụa trong trang phát sinh sự tình thô sơ giản lược nói một lần tần duyên niên sau khi nghe xong ngược lại là không có gì phản ứng bởi vì những thứ này chân tướng lúc đó tại chỗ những cái kia con cháu nhà họ tần đã đã nói với hắn cơ bản cùng lý quang hải nói tới không có cái gì xuất nhập tần uy phụ thân tần đào trầm giọng nói cũng bởi vì vài câu khóe miệng liền muốn giết người trên đời nơi nào có bá đạo như vậy đạo lý lý quang hải nhúng nhúng vai dùng một loại chuyện đương nhiên giọng nói người cũng nên vì chính mình đã nói cùng hành vi trả giá đắt không phải sao tần nhạc lạnh trên một tiếng là không tệ nhưng trả cái giá lớn đến đâu tự hồ không phải ngươi nói tính toán a à. ân ừ. lý quang hải diện lộ vẻ nghi hoặc sau một hồi lâu hỏi ta nói đến không tính ai nói phải dám tính toán cuồng vòng tần đào quát lạnh một tiếng hai mắt cắt gao nhìn chằm chằm đối diện người trẻ tuổi sát ý trong lòng cơ hồ phải hóa thành thực chất lý quang hải móc móc lỗ tai hai tay mở ra vừa cười vừa nói là cuồng vòng ngươi như nhìn không vừa mắt vậy liền đến đây đi hắn chợt phát hiện ngẫu nhiên long ngạo thiên một chút cảm giác vẫn là rất tốt tóm lại chính là một chữ thật thoải mái đứng tại tầng duyên niên bên cạnh thân tần nhạc truyền âm nói gia chủ ta biết ngươi cố kỵ tiểu tử này thế lực sau lưng chỉ sợ hắn có bối cảnh nhưng chuyện này dù sao liên quan đến ta tần gia mặt mũi chúng ta đã nhượng bộ như thế nhưng tiểu tử này như cũ được một tất lại muốn tiến một thước gia chủ a thích hợp nhượng bộ là ẩn nhẫn nhưng một mực mà nhượng bộ sẽ chỉ làm con cháu nhà họ tần trái tim băng giá càng làm cho ngoại nhân chế nhạo bị tần nhạc nói trúng bây giờ tần duyên niên suy tính chính là chuyện này tần gia là muốn mặt mũi lúc này bị vây quanh vây vào giữa lý Quang hải trang bức song sau tâm tình thư sướng lôi kéo tần thư liền muốn rời đi thế nhưng chút dơ bó đuốc án lấy chui đau con cháu nhà họ tần lại nhau nhau rút ra binh khí mặc dù e ngại nhưng vẫn là không có đem lộ tránh ra lần này lý Quang hải không tiếp tục không đứng đắn mà nói giỡn, sắc mặt hắn trầm xuống nguyên bản giọng ôn hòa cũng chợt chuyển sang lạnh lẽo thản nhiên nói các ngươi thật sự cho rằng ta dễ nói chuyện như vậy hay sao tần duyên niên biến sắc lập tức trống to nhanh chóng lui lại thế nhưng là thì đã trễ chỉ thấy lý quang hải mở bàn tay đem một cái con cháu nhà họ tần trường đao trong tay hút tới không có chút nào sức tưởng tượng mà vung mạnh viên trảm ra đao mang tựa như một vòng trăng tròn giống như căn phòng lên mười mấy cái đầu phóng lên trời nóng bỏng dòng máu đỏ tươi hắt vẫy xuống mười mấy cái không còn đầu con cháu nhà họ tần tuần tự ngã xuống trong vũng máu tần thư che mắt nếu như nàng có thể phát ra âm thanh mà nói bây giờ nàng thét lên nhất định phá vỡ bầu trời đêm làm càng Tần Duyên Niên giận dữ, ở ngay trước mặt hắn tàn sát con cháu nhà họ Tần, cái này căn bản là đang buộc hắn cái này nhất gia chi chủ ra tay, nếu như lúc này còn chịu đựng, con cháu nhà họ Tần nhóm liền thật sự lòng nguội lạnh. Hắn hóa thành một hồi cuồng phong, giống như đại bàng dương cánh từ con cháu nhà họ Tần đỉnh đầu lướt qua, tay phải như ưng trảo giống như chụp vào Lý Quang Hải. Pháp lực mãnh liệt tuôn ra, bao phủ đồng thời phong tỏa không gian xung quanh, một cổ vô hình hấp xả chi lực bột phát ra, quần áo phần phật. Người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không, tần duyên niên không hổ là tần gia gia chủ quả nhiên phi phàm lý quang hải một chỉ điểm ra xé rách bày ra pháp lực điểm tại tần duyên niên ưng trảo một dạng lòng bàn tay điểm này liền tựa như gây khó dễ đối phương bảy tất cùng tử huyệt đồng dạng ngập trời uy thế trong nháy mắt tán loạn không gian chung quanh giống như tan vỡ không gian cũng không có vỡ tan là tần duyên niên bao phủ ở chung quanh pháp lực tan vỡ cho nên nhìn qua giống như là không gian bể nát tần duyên niên trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc như giật điện thu tay lại nhưng vẫn là nhịn không được kêu lên một tiếng khuôn mặt dâng lên một hồi không bình thường ửng hồng. Chương 820, 80. Hậu phương Tần Thiên thành kiến huynh trưởng tự hồ ăn phải cái lỗ vốn, hắn tung người nhảy lên, như một đầu khỏe mạnh báo săn vượt qua đám người vọt tới Lý quan mặt biển phía trước, song trưởng cuốn lấy hùng hậu như núi pháp lực hướng hắn nghiền ép mà đi. Vừa ra tay chính là sát chiêu, khi nhìn đến huynh trưởng hư hư thực thực ăn thiệt thòi sau, Tần Thiên thành ý thức được người trẻ tuổi trước mắt này thật sự mạnh phi thường, cho nên hắn từ bỏ thử dò xét ý niệm, trực tiếp vận dụng toàn lực, muốn lấy thế tồi khô lạp hủ đem hắn chế trụ. Tự nhiên cẩn thận. Tần Duyên Niên rống to, muốn cản trở lại không còn kịp rồi. Lý Quang Hải nâng lên bàn tay trái nghênh tiếp đối phương song chưởng, banh một tiếng pháp lực nổ tung, Tần Thiên Thành lấy sau vọt tới tốc độ nhanh hơn bay ngược mà ra, tựa như bao liên giống như đụng bay phía sau một đám con cháu nhà họ Tần, lại va sụp mấy tọa phòng ốc, tiếp đó bị chôn ở sụp đổ dưới phòng ốc mặt, không rõ sống chết. Tần gia đám người tất cả đều nhìn mắt choáng váng, bao quát Tần Đào cùng Tần Nhạc, còn có gia chủ Tần Duyên Niên đám người ngây người lúc chỉ thấy lý quan hải thân hình như quỷ mị mấy cái lấp lóe xuất hiện tại tầng nhạc cùng tầng đào hai cha con trước người trên mặt bọn họ vừa lộ ra vẻ hoảng sợ liền bị lý quan hải sau lưng dùng pháp lực ngưng tụ ra xúc tu cuốn lấy cơ thể dơ lên cao cao đập xuống đất lại dơ lên lại đập xuống đất một lần lại một lần vòng đi vòng lại 80, 80. lý quan hải cũng không biết trong đầu vì cái gì không hiểu thấu bốc lên cái số này tới quanh 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 pháp lực ngưng kết mà thành xúc tu lần lượt phun rơi, tần suất càng lúc càng nhanh, lực đạo càng lúc càng lớn, mặt đất đều bị nện ra hai cái hố to, đá vụn bay vụt. Nhãn lực người tốt phát hiện bị xúc tu trói hai cha con sớm đã không có người hình, máu thịt be bé bét, liền xem như cửu chuyển hoàng hồn đang đoán chừng cũng không cứu về được. Lại đập hơn mấy chục phía dưới Lý Quang Hải lúc này mới dừng tay, hắn thở dài một hơi, lấy sống bàn tay xoa xoa cái trán căn bản cũng không tồn tại mồ hôi, nhếch miệng cười nói, hô, mệt mỏi quá. Khí kịch tinh. Điên rồ đây là tại chỗ người tần gia cho lý quang hải đánh giá tần thư khuôn mặt nhỏ dọa đến trắng bệch một mảnh không dám nhìn tới trên mặt đất cái kia hai cổ thi thể huyết nhục mơ hồ lại không dám đi xem chung quanh không còn đầu người con cháu nhà họ tần thi thể bây giờ đầu nhỏ của nàng vẫn còn choáng váng trạng thái nàng biết lý quang hải rất lợi hại nhưng lại không biết hắn thế mà lợi hại đến mức này lý quang hải liếc mắt nhìn tay phải máu me đầm đìa tần gia gia chủ tần duyên niên cười hỏi tần gia chủ ngươi còn muốn dạng gì giao phó giờ này khắc này tần duyên niên trong lòng hối hận lớn hơn phẫn nộ hắn hối hận không nên tới trêu chọc tên sát tinh này quán hận sát thiên đao tần uy hảo chết không chết bốc lên mầm tai vạ nếu như thời gian có thế đảo lưu mà nói hắn nhất định đem tần uy thiên đao vạn quả để tiếp mối hận trong lòng gặp tần duyên niên trầm mặt một câu nói không nói lý Quang hải ánh mắt đảo qua tâm như hến tần gia đám người trực tiếp mang theo tần thư quay người rời đi không người dám ngăn đón cuối phố sụp đổ phế tích phía dưới bị một chưởng đánh bay tần thiên thành dãy dụ bò lên hình dạng của hắn nhìn qua phá lệ thê thảm, tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, toàn thân vết máu, nơi nào còn có nửa điểm những ngày qua quý khí. Vừa leo ra phế tích, bỗng nhiên một đạo sắc bén âm thanh xé gió từ xa mà đến gần, trọng thương Tần Thiên thành tinh thần hoảng hốt, cảm giác được nguy hiểm, nhưng hắn phản ứng chậm đi nửa nhịp, vừa định muốn tránh né, một đoạn thật nhỏ nhánh cây xuyên thấu hắn hai bên huyệt thái dương, huyết hoa bắn tung tóe. Tự nhiên, nơi xa thấy cảnh này Tần Duyên Niên muốn rách cả mí mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thân đệ đệ ánh mắt dần dần tan rã, mất đi thần thái, tiếp đó ngã vào trong phế tích. Đi theo Lý Quang Hải bên người tầng thư khuôn mặt nhỏ như cũ tái nhật, nàng còn không có từ trong vừa rồi cái kia chấn nhiếp nhân tâm từng màn lấy lại tinh thần, cái đầu nhỏ ông ông, có chút hoảng hốt. Trầm mặt rất lâu, nàng giật giật ống tay áo Lý Quang Hải, đem một cái sách nhỏ đưa cho hắn. Lý Quang Hải nhận lấy xem xét, trên quyển sổ viết, chúng ta kế tiếp đi chỗ nào. Lý Quang Hải cẩn thận nghĩ nghĩ, nói ta đã đã thức tỉnh một phần trí nhớ, nhưng còn rất nhiều ký ức nghĩ không ra, ta cảm thấy ta có một cái chuyện rất trọng yếu muốn làm, dạng này mang xuống không phải biện pháp, cho nên ta dự định đi tìm có thể có thể trợ giúp ta khôi phục trí nhớ người, mau chóng nhớ lại sự tình trước kia. Tần Thư trên giấy viết, vậy ngươi biết muốn đi tìm thì sao? Không biết. Lý Quang Hải lắc đầu, nếu mày hỏi lại, chẳng lẽ ngươi biết? Tần Thư cũng lắc đầu. Lý Quang Hải lâm vào trầm tư, sách, người nào biết đâu? Tần gia đám người đầy bụi đất trở lại tần phủ, một đám tầng gia cao tầng đều tụ tập tại chính sảnh, bầu không khí trầm mặt kiềm chế, rất lâu cũng không có một người mở miệng nói chuyện. Trong chính sảnh ở giữa che kính ba tấm vải trắng, vải trắng phía dưới là tầng thiên thành, tầng nhạc, cùng với tầng đào thi thể. Ngoại trừ tầng thiên thành, tầng nhạc cùng tầng đào thi thể hoàn toàn mất hết nhân dạng, người bình thường nhìn một chút đoán chừng đều sẽ bị dọa đi nửa cái mạng. Có một đôi hoa đào con mắt tầng thiến cũng tại trong đám người, vừa rồi nàng cũng không có đi theo tầng gia đám người cùng đi tìm kiếm lý quan hải dấu vết, mà là lưu tại tầng gia, cho nên thẳng đến Tần gia đám người trở về, nàng lúc này mới biết được đến tộc cùng xảy ra chuyện gì. Tần Thiến chấn kinh vạn phần, Tần gia xúc động nhiều người như vậy bắt Lý Quan Hải, kết quả người chưa bắt được không nói, phía bên mình còn thương vong thảm trọng. Gia chủ thân đệ đệ chết, tam tộc lão Tần Nhạc cùng với con của hắn Tần Đào cũng đã chết, ba người này cũng là Tần gia cao tầng A, dậm chân một cái liền có thể chấn động toàn bộ thanh bình phủ đại nhân vật, kết quả là như vậy chết, chết ở một cái không rõ lai lịch người trẻ tuổi trong tay cho tới giờ khắc này nàng cũng cảm giác có chút không chân thực, thật sự giống như là đang nằm mơ. Lần này tần gia thật là mất cả chì lẫn chài, vừa hao tổn cao tầng chiến lực, lại gãy mặt mũi, thiệt hại cực kỳ thảm trọng, cho nên bây giờ đại sảnh bầu không khí mới có thể kiềm chế như vậy. Lúc này, một cái diện mục ôn hòa tộc lão cười khổ một tiếng, nói, mọi người cũng đều đừng khổ gương mặt, sự tình cũng đã xảy ra, hối hận cũng vô dụng, hẳn là suy nghĩ một chút làm như thế nào kịp thời ngừng hao mới là. Trên thủ vị, gia chủ tần duyên niên biết mình là thời điểm nên nói những gì, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên một cái nam tử hốt hoảng thất thố chạy vào chính sảnh. Tần Duyên Niên vốn là đang bực bội, thấy người này không chịu được như thế, trong lòng nộ khí lập tức dâng lên, trách mắng, vội vàng hấp tấp làm cái gì, đáng giá đại kinh tiểu quái như vậy sao? Nói. Nam tử kia quỳ trên mặt đất, rung rẩy một mép, chỉ vào bên ngoài rung giọng nói, hắn. 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 Nói cho ta rõ. Tần Duyên Niên càng giận, trực tiếp nắm lên bàn thấp cái khác chén trà đập tới, đã chết thấu nước trà đổ đối phương một thân, còn có vài miếng lá trà đính vào trên mặt. Nam tử kia nuốt nước miếng một cái, cuối cùng đem lời nói cho nói toàn bộ, cái kia Lý Quang Hải lại trở về. Lời này vừa nói ra, trong sảnh phàm là tham dự truy sát hành động tầng gia người toàn bộ đều run run một chút, hai chân có chút như nhũng ra. Tần Duyên Niên sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, hắn thở dài một tiếng, lẩm bẩm, chẳng lẽ đây là ta tần gia mệnh trung chú định một kiếp,